Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện tiểu gia vô sử bất tại. Chương 41 ha ha vừa ra ai dám tranh phong vào lúc này chỉ dùng có hai chữ lại có thể thay thế toàn bộ các từ lấy biểu thị sự ác ý trước mặt cho dù mục viêm khiếu hắn không mấy quan tâm tới hai người phụ nữ trung niên cũng đặc biệt nhạy cảm nắm bắt được toan tính đích thực của ha ha. Rốt cuộc là người nào đừng tự mình giả thần giả quỷ. Trần Phu Nhân thừa nhận thực lực của mình rõ ràng không cao như chị cả của mình, nghe thấy tiếng ha ha liền lập tức đứng lên, nhìn xung quanh phòng hồi lâu, cuối cùng chừng mắt chỉ vào mũi Mục Nhất nói, ai cho mày cái lá gan ngay lúc chủ nhân nói chuyện lại chõ mồm vào. Mục Nhất nằm cũng trúng đạn nhìn thoáng qua thú cưng của ông chủ đang nằm trên ghế salon tà mị híp mắt xem cuộc vui, bất giác cảm thấy một loại cảm xúc nhức chứng nhàn nhạt dâng lên. Nhưng dù vậy, Mục Nhất thuộc hạ tốt cũng không bán đứng mỗ mèo bự mà ông chủ nhà hắn yêu thương cưng chiều. Tao đang nói chuyện với mày, bà Trần tức giận, định nói thêm gì đó, âm thanh nổi giận ngang ngược đó bỗng nhiên biến đổi, giọng nhỏ nhẹ, âm thanh nghiêm túc không nhanh không chậm vang lên, có vài người a, à, không có đầu óc thì không nói, ít nhất đừng đi ra ngoài chi cho mất mặt, dù gì ở nhà cũng sẽ không làm rơi hết mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái loại người này cứ không chịu sống yên ổn, thế nào cũng phải đi ra ẩm ý một phen, ui chao, mỗi lần như vậy lại làm cho người xem như chúng tôi cũng thấy nhàm chán, chật 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 chật, không thèm để ý đến chủ nhân một chút sao. Cái loại người này a à, có táng ra bại sản cũng đáng đời, bị người ta đuổi khỏi nhà a à. Mục đại thiếu hung hăng co rút khóe miệng, vậy mà còn có giọng thay giám. Ngà bá đặc là phen não tàn thể loại cung đấu sao. Đến lúc này, dù bà Trần nhìn chung quanh tìm không ra kẻ đầu sỏ gây chuyện, thì gì cả trịnh phu nhân vẫn ngồi trên ghế salon ung dung thản nhiên quan sát rốt cục cũng chú ý tới mỗ mèo bự phía đối diện thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng trên thực tế là đang đùa giỡn các bà viêm khiếu con đang chuẩn bị cái trò hề gì đây con mèo kia của con đang chơi cái thứ gì mặc dù bà trịnh phát hiện lâm tiểu ra không bình thường nhưng dựa theo suy nghĩ của một người bình thường mà nói một con mèo dù cho có nghịch thiên cỡ nào nó cũng không thể mở miệng phun tiếng người kết quả mục viêm khiếu không trả lời đưa tay đem linh miêu nhà mình ôm vào lòng mà lúc này bà trịnh chợt nhìn thấy con mèo bự kia đang mở to đôi mắt như viên pha lê mà chừng mình nghe hàm răng nanh dài cái miệng đỏ như chậu máu, mặc dù hiệu quả hình ảnh dọa người không tốt thế nào, hình ảnh có thể không đủ kinh khủng, thanh âm cũng có thể góp phần. Bà đoán đi, đoán đúng thì ra ra ta có thưởng, đoán không đúng ném ra ngoài đánh 100 gậy, bà trịnh. Mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh, mà bà Trần đứng bên cạnh lúc này trong nháy mắt đã lui vài bước đến phía sau mục nhất, hét lên một tiếng, yêu, yêu quái a a a lâm u thái giám tổng quản tiểu ra nghe thấy lời này tỏ vẻ tương đối không thoải mái ngay lập tức hung hăng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía bà trần giống lên một tiếng meo meo lớn mật vậy mà nói ra ra ta là yêu quái ra ra ta là yêu quái vậy bà chẳng phải là nên xuống địa ngục làm ác quỷ rồi táng tận lương tâm chuyện xấu cũng chẳng chừa ta nhổ vào nói ra câu này cũng làm ô ế miệng của ra ra ta á a a nói mèo nói chuyện tôi 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 thấy được một con mèo biết nói chuyện bà trần sắc mặt trắng bệch đưa tay định lấy điện thoại di động báo cảnh sát đến lúc này mục đại thiếu rốt cuộc cũng mở miệng vàng gì nhỏ gì không thể yên tĩnh một chút sao nhìn kỹ nghe kỹ một chút nếu như lâm lâm trong lòng tôi thật sự là một con yêu quái gì sao có thể còn sống tới bây giờ bà trần nghe câu này xong sắc mặt lúc trắng lúc hồng cau mày bán tín bán nghi đi tới trước mặt linh miêu nhỏ lâm u lại gần tỉ mỉ nhìn kỹ lại bị lâm u tiểu ra tâm tình khó chịu trực tiếp phi lên cào cho một nhát vào mặt À à, mày mày là đồ xúc sinh." Bà Trần hét lên một tiếng, che gương mặt đã chảy máu. Mà Lâm U đối với chuyện này chỉ liếc mắt rồi trở về hang ổ trong lòng chủ nhân nhà mình, bà bị xúc sinh đả thương, đây không phải là ngay cả xúc sinh cũng không bằng sao? Bây giờ bà Trịnh Quế cũng cũng nhìn rõ, bà nghe con mèo kia lúc nói chuyện vẫn có thể nghe thấy mấy tiếng mèo kêu, mặc dù tiếng mèo kêu kia tương đối kỳ quái, nhưng quả thật bà đã nghe được. Mà đại khái 2 3 giây sau, những lời vừa nghe được kia mới phát ra từ cổ con mèo bự. Tiểu đông tây thật tinh vi, bà trịnh nhướng mày, bất quá giả thần giả quỷ lại không dễ thương đâu. Viêm khiếu, con đã phóng túng cho mèo nhà mình làm ẩm ý, vậy chúng ta liền nói ngắn gọn đi. Con cảm thấy đề nghị của dì nhỏ con mới nói như thế nào? Nếu con đồng ý, ba ngày sau chúng ta sẽ hẹn gặp tại nhà hàng đặc biệt ở Neville. Mục viêm khiếu nghe đến đó cười chế nhạo một tiếng, gì cả, suy nghĩ của tôi giống như lâm lâm vừa mới nói anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng huống chi chúng ta là anh em họ hàng về phần tài sản của ông nội khi ấy không có bản lĩnh cướp về tay bây giờ lại càng không có tư cách hay lý do làm tôi phải nhượng bộ nếu không thì hai gì đây cho là mắt của tôi vì sao mà thành ra như bây giờ con có ý gì con nói như vậy là do a hạc nhà gì gây ra bà trần bụm mặt cười lạnh đừng có nói dỡn so với a hạc nhà gì còn ngang ngược hơn một đứa con nít với lại con đã không muốn cùng chúng ta giảng hòa êm đẹp vậy được thôi di vật của mẹ và cha con hẳn là con cũng không muốn đâu uổng công gì cố tình giữ gìn lâu như vậy thôi thì dứt khoát ném xuống biển cho rồi bà trần nói xong lời này liền xoay người muốn đi đúng như dự liệu của bà thanh âm mục viêm khiếu vang lên dì nhỏ dì vừa mới nói gì sắc mặt mục viêm khiếu cực kỳ không tốt dì sao lại có thể có di vật của cha mẹ tôi lúc cha mẹ hắn qua đời hắn đã 10 tuổi rồi, di vật cha mẹ là hắn và ông nội cùng đi thu thập, hắn có thể khẳng định tuyệt đối không hề bỏ sót bất kỳ thứ gì, nhưng bây giờ ý của dì nhỏ đây là sao? Bà Trần nhìn thấy sắc mặt mục viêm khiếu rốt cuộc cũng thay đổi, có chút sảng khoái nở nụ cười, dì là em của mẹ con, dì làm sao lại không thể có. Dù sao thì dì đã nói đến nước này rồi, nếu như con còn muốn di vật của cha mẹ mình, vậy thì biết điều một chút ba ngày sau đi đến nhà hàng đặc biệt ở Neville nếu như con hy vọng những thứ đó chìm xuống biển vậy thì gì cũng không còn cách nào khác mục viêm khiếu thần sắc khó lường vuốt bộ lông ấm áp của lâm u gì đang uy hiếp tôi bà trần cười một tiếng gì làm sao dám uy hiếp mục đại thiếu chẳng qua chỉ nhắc nhở mà thôi nhân đây nhắc cho con một tí đến hôm đó chuẩn bị xong hợp đồng chuyển nhượng sau đó bà trần liền lớn lối mang cái mặt có sáu vết cào rời đi mà bà trịnh thì nhìn mục viêm khiếu đang trầm tư một chút lời nói mang theo ý tứ sâu xa mặc dù gì nhỏ của con dùng cái biện pháp này có hơi quá đáng nhưng rốt cuộc thì bà ấy cũng vì nghĩ cho con không phải sao di vật của cha mẹ tất nhiên là chuyện quan trọng nhất tiền tài gì đó là vật ngoài thân luôn luôn có thể kiếm lại mục viêm khiếu ngẩng đầu lạnh lùng cười một tiếng chuyện này không phiền đến gì cả hao tâm tổn trí tạm biệt không tiễn bà trịnh nghe vậy cũng không giận dù sao cuối cùng được lợi không phải là các bà sao bà và bà trần cũng đã giao ước xong cả rồi thu hồi sản nghiệp trịnh gia và một nửa của trần gia hơn nữa cho dù sau này mục viêm khiếu muốn trả thù cũng chỉ nhằm vào bà trần mà thôi bà ấy và trịnh gia không có nửa xu quan hệ ai kêu bà ấy nghĩ ra cái ý tuyệt diệu này làm chi Người thông minh, mới là người thắng cuối cùng, cho đến sau khi bà Trần và bà Trịnh rời đi 10 phút mục viêm khiếu và lâm u tiểu gia mới bắt đầu trao đổi, ừm, vì không khí trao đổi nghiêm túc, tiểu linh miêu lâm u còn đặc biệt đem thanh âm của mình điều chỉnh đến nút âm thanh ôn hòa như ngọc màu xanh nhạt kia, tiểu gia vụng trộm cho rằng, cái thanh âm này rất giống với thanh âm của cậu đó. Lâm lâm, mày nói xem, mấy bà ấy đang gạt tao, hay là mấy bà ấy thật sự có di vật của cha mẹ? mục viêm khiếu cúi đầu mở miệng lâm u gục ở trong lòng chủ nhân mắt mù nhà mình run run lỗ tai sau đó thuận tiện đem đầu tựa lên trên hai móng vuốt thịt thịt thật thì sao bất kể mấy bà ta có phải có di vật của cha mẹ chúng ta hay không trọng điểm là có cái gì thì phải nắm chắc trong tay thịt tới miệng cũng không thể đem đi cho người khác mục viêm khiếu nghe vậy không nhịn được bật cười quả nhiên bất kể là cái dạng gì cái vật nhỏ nhà hắn này vĩnh viễn cũng có thể nắm chắc trọng điểm như thế vĩnh viễn hiểu rõ nhất trong lòng hắn muốn làm cái gì lâm lâm nói không sai bất kể vật kia có hay không đồ đến trong tay tao thì không để cho người khác làm gì được nữa mục viêm khiếu lạnh lùng cười một tiếng huống chi cho tới bây giờ tao cũng không chấp nhận uy hiếp vì thế một chủ một thú cứ vừa tùy ý vừa nghiêm túc như vậy quyết định ba ngày sau hành động mục viêm khiếu cũng cho mục nhất đi báo cho mục tam mục nhị mục tứ để bọn họ trong ba ngày này điều tra một chút về chuyện di vật của cha mẹ hắn Tuy rằng mục viêm khiếu rất rõ ràng chuyện không thể nào tra ra manh mối trong ba ngày, nhưng chỉ cần là chuyện có thật, hắn đợi bao lâu cũng được, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mục boss đối với sự tình ba ngày sau biểu hiện tương đối bình tĩnh, nhưng đối với lâm u tiểu gia mà nói, tương lai ba ngày sau cậu không định giống như chủ nhân mắt mù nhà mình cái gì cũng không làm. Nếu chuyện này xảy ra lúc cậu không nhập vào thân động vật, nghe hiểu tiếng động vật, có lẽ cậu trừ việc là người làm, linh dược, không tuân theo quy định thì cũng không còn biện pháp nào khác nhưng mà bây giờ tuyệt đối có sự khác biệt rất lớn rồi đó lâm u cậu linh miêu bá chủ động vật tiểu ra tuyệt đối có thực lực có thời gian phái vô số mật thám đi giám thị nghe ngóng tin từ hai bà gì kia à đây quả thật là oanh động trời xanh đó được hay không cho nên tiểu linh miêu lâm u sau khi ăn cơm tối xong, vênh váo tự đắc, cong cái đuôi lên, dựng cao lỗ lai, nện bước mèo duyên dáng đi tới vườn hoa, nhà nông vui mừng, trong sân, sau đó dưới tình huống mục đại thiếu bày ra vẻ mặt nghi ngờ và không giải thích được, thân thể cong lên hạ xuống, ngửa đầu gào ngao ngao mấy tiếng. Biệt thự mục ra vùng ngoại thành, vào lúc đêm tối 8 giờ sắc trời đã sớm đen lại, một tiếng mèo giống có chút khí phách này, làm cho cảnh đêm thêm vài phần tiêu điều sơ xác. Sau đó, tình cảnh làm cho năm người mục nhất đến mục ngũ tê dại ra đầu từ từ hiện ra trước mắt của bọn hắn, mục ngũ lui về phía sau vài bước mới kiềm chế không cho mình rút súng tự động hướng về phía những thứ đó mà càn quét, mèo meo ngao, một tiếng mèo kêu, mặt đối mặt trên trăm con chuột tinh thần đặc biệt liều chết sông pha, mắt chuột gian rảo, đợi chờ đại vương hạ lệnh. Chương 42 Cuộc sống của những con chuột ở vùng lân cận vườn hoa biệt thự mục ra gần đây có chút ăn hại mảnh đất này của bọn chúng vốn là khu nhà giàu hoàng kim tuy rằng nhà cửa phòng ốc của những người giàu này quét dọn vô cùng sạch sẽ hơn nữa còn tử thủ canh phòng những con chuột nghiêm ngặt đến trình độ biến thái nhưng khu nhà giàu thì chính là khu nhà giàu cho dù không thể vào phòng để kiếm ăn vườn hoa bên ngoài biệt thự còn có cây ăn quả các loại hoặc hoa cỏ dùng để ăn thậm chí là một vườn rau nhỏ lại thêm mật độ tương đối thưa thớt cuộc sống gia đình tạm bỡ của những con chuột trôi qua khá tùy tiện nhưng mà cái loại tùy ý này liền kết thúc vào một ngày nọ có một con chuột nhỏ lỗ tai nhỏ tròn bộ lông trắng điểm màu cà phê đến ở một đứa kỳ lạ không biết tên nào đó sợ hãi tự mình cống nạp một cái hang thoải mái và một núi đậu phộng nhỏ đầy quái gở chờ bọn chúng tỉnh táo lại liền cảm thấy cực kỳ tức giận dưới sự phẫn nộ quyết định muốn đi quần ẩu cái tên mới tới không biết sống chết kia nhưng ngay lúc bọn chúng còn chưa kịp hành động một con chuột già nua đã sống lâu đời rất được lòng những con chuột thậm chí là những động vật xung quanh tôn kính tỏ vẻ không muốn chết thì đừng có đi tìm đường chết nữa bởi vì nó cũng vừa mới cúng một bụi đậu phộng rồi vì thế mấy con chuột liền yên lặng nếu như ngại sống nhiều thì cứ ông đây xông lên một lượt thay vì cống nạp đậu phộng con chuột nhỏ này hình như thật sự không thể chọc đâu nhưng ngay khi mấy con chuột hơi buồn bực chuẩn bị quyết định nhượng lại cái hang thoải mái kia và đậu phộng bọn chúng lại phát hiện con chuột nhỏ kia không chịu yên ổn chút nào vậy mà lại chạy lên xe của con người sau đó lúc trở lại con chuột nhỏ này đã được chủ nhân mục gia chủ động đưa đồ ăn rồi đối với chuyện này không riêng gì mấy con chuột những động vật ở khu vực hoàng kim cũng tỏ vẻ con chuột nhỏ này quả nhiên thuộc loại châu bò nhìn đi người ta mới ra ngoài có một ngày liền được con người cung phụng mỗi ngày đó Đậu phồng bóc vỏ cũng không có gì lạ, những con chuột còn vì thế mà tụ lại một chỗ thảo luận, chủ đề chính là, bàn về tầm quan trọng của tướng mạo. Ha ha, vốn những con chuột còn cho là cuộc sống liền có thể yên lặng mà trôi qua bình thản như vậy. Nhưng ba ngày sau, mấy con chuột phát hiện con chuột nhỏ thần kỳ kia đã chết. Mà gần như cùng lúc đó, một con mèo bự mới, hung hãn xuất hiện trên địa bàn biệt thự mục gia, khi một con chuột tiểu đệ đối với lão đại của mình tỏ vẻ trừ việc đó ra còn có chuyện khi con mèo mập một phát đã cắn chết con chuột nhỏ lại bị con mèo bự kia hung hăng đánh cho một trận tập thể mấy con chuột có chút hút mắt tại sao một con mèo lại báo thù cho một con chuột vậy chuyện này thật không khoa học vì thế con chuột lão đại phải viếng thăm ông chồn một lần nữa chồn ông tỏ vẻ nhất định phải tạo quan hệ tốt với con mèo bự này nó còn lợi hại hơn con chuột nhỏ kia hình như là cấp đại ca đích thực cho nên mấy con chuột nhận chỉ thị của lão đại nhất định lúc cần thiết phải tạo mối quan hệ tốt với kẻ thù không đội trời chung đối với cái chỉ thị này một con chuột tương đối thẳng thắn nói ra tiếng lòng của chúng chuột tạo quan hệ tốt chẳng lẽ lại là dâng mình lên cho nó cắn vài hớp sao chuột lão đại liếc mắt tự nghĩ đi lão tử cũng không phải là người cũng may ngay lúc bọn chuột cảm thấy chuyện tạo quan hệ tốt thật là khó tập thể nghe được một tiếng mèo kêu làm cho bọn chúng cảm thấy run rẩy tận sâu trong xương tủy con chuột nào không muốn chết thì đi ra ngoài a à, có chuyện cần tụi bay làm đây làm xong tiểu gia có thưởng làm không tốt thì hang ổ chuột của tụi bay đều sụp hết vì thế vào buổi tối trăng mờ gió lớn bọn chuột một truyền mười mười truyền trăm sau khi nghe lâm u tiểu gia gọi về dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập đến biệt thự nhà nông vui mừng chuột lão đại bớt thời gian nhìn quanh một vòng sau đó tức giận điên cuồng dùng móng vuốt đào bới lúc này còn tụ tập đông đủ hơn lúc nó triệu tập ngày thường a mục viêm khiếu nghe thấy tiếng mục ngũ không ngừng hít thở nghĩ một chút hình như mục ngũ đang rất sợ hãi và vân vân sau đó mặc dù hắn không nhìn thấy gì nhưng toàn thân vẫn nhanh chóng nổi ra gà cái thứ có thể làm cho mục ngũ sợ hãi đến như thế dường như trừ những động vật có tốc độ sinh sôi này nở cực đặc biệt cũng chưa từng có thứ nào khác lâm lâm mày rốt cuộc muốn làm gì mục viêm khiếu có chút không hiểu được ý nghĩa của việc triệu tập mấy con chuột nhưng mà rất nhanh thì hắn biết bảo bối yêu thương nhà mình đang đánh cái chủ ý gì Khụ khụ, Lâm U, Tiểu Linh Miêu, Âm Điệu đại ca xã hội đen. Hôm nay mời mọi người tới đây à? Không có việc gì khác, cái chính là lão đại ta cần các người giúp chút việc. Đi giám thị hai người kia cho ta một chút ở nhà làm cái gì, nói gì, giấu cái thứ đồ gì quan trọng trong ba ngày. Người nào mang đến tin tức khiến ta hài lòng, ta sẽ cho người đó ăn phao câu gà. Chi chi, chi chi chi, chi 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 chi, chi, chi trong nháy mắt cả bầy chuột xôn xao. Đại khái ý tứ mấy con chuột muốn tỏ vẻ là cả ba ngày đều có phao câu gà sao? Lâm U Tiểu Gia nghiêng cái đầu của mình, sau đó dưới ánh mắt như dao của năm người mục nhất đến mục ngũ dùng cái chân mềm núc ních thịt cào cào lỗ tai, ơ, quả nhiên làm Linh miêu là tốt nhất tự mình có thể sờ tới lỗ tai nè. Trọng điểm là cậu cào tai suy tư một chút, đến lúc sắp mở miệng, thanh âm lạnh lùng như đối mặt nguy hiểm của mục boss vang lên, mày đây là muốn tao nuôi mấy trăm con chuột này sao? Tiểu Linh miêu lâm lâm trong nháy mắt ý thức được hình như chủ nhân mắt mù nhà cậu không thích chuột, ừm, được rồi, nói thật thì, chính cậu cũng không thể nào thích được. Yên lặng yên lặng, suy xét đến tính gian khổ của nhiệm vụ này, vì thế, người già yếu không được đi, không đủ thông minh không thể đi, trí nhớ không tốt cũng không cần. Tóm lại, cần 20 dũng sĩ tham gia hành động, nếu làm được việc lão đại tất nhiên có trọng thưởng. Mỗi ngày một đùi gà chiên, phần thưởng khác để sau. Lần này, sau khi lâm u tiểu gia nói xong, những con chuột phía dưới chẳng những xôn xao, mà còn giống như bùng nổ bắt đầu chi 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 chi, cuối cùng sau khi trải qua một phen so đo làm mục ngũ mục tam nhìn mà ra đầu ngứa ngáy, 20 con chuột cường tráng bộ dạng vênh váo đắc ý đi ra. Trong đó có chuột lão đại, lâm u nhìn 20 con chuột thân thể cường tráng béo tốt, âm thầm cảm thấy, nhiệm vụ lần này nhất định có thể hoàn thành viên mãn. Tốt, các người, bắt đầu từ ngày mai, các người phải đi giám thị hai bà lão kia. Tiếp đó, chuột lão đại có tố chất dày công tu dưỡng chuyên nghiệp chi chi hai tiếng. Trong nháy mắt lâm u tiểu ra khựng lại, mục viêm khiếu nhướng mày, mày có phải quên hỏi chỗ ở của hai gì tao rồi hay không? Tôi nói, chủ nhân mắt mù anh rất nghịch thiên nha. Chúng ta tâm linh tương thông quả thật có thể tâm đầu ý hợp ha ha ha. Mục viêm khiếu, cái loại cảm giác trong nháy mắt tiếp xúc vẹt thần kinh này là sao đây? Sau đó mục viêm khiếu nói cho lâm u địa chỉ của hai gì hơn nữa mặc dù không thể nào tin được con chuột còn thuộc loại châu bò hơn camera nhưng ừm coi như là cho hai gì của hắn cơ hội tiếp xúc thân mật với chuột cũng làm người ta vui vẻ trong lòng rồi dĩ nhiên tâm linh tương thông với đại thiếu cũng làm lâm u tiểu ra tự nhiên nghĩ đến một chuyện lúc mấy con chuột khác cho là không còn gì ngon ngọt cho mình thử nữa đại vương lâm u tỏ vẻ quyết đoán cậu có thể cung cấp một túi gạo lâu năm cho mọi người cùng chia sẻ điều kiện trước hết là mỗi khi đi đến hai chỗ đó phải lưu lại dấu chân hoặc dấu vết tồn tại của mình nếu có thể cắn nát vật phẩm quý trọng gì đó mang tới đây thì sẽ cho một cái phao câu gà ngay sau đó tất cả chuột hăng hái bừng bừng tản đi mục đại thiếu và năm tiểu đệ bị gió lạnh tạt cho lạnh ngắt không khỏi khẳng định trong lòng ba ngày trong tương lai của hai gì kia sẽ rất đặc sắc ách tôi đột nhiên cảm thấy tổ chức có lãnh đạo động vật thật đáng sợ mục tam vừa chơi đùa cái máy trong tay vừa nhỏ giọng cảm thán với mục ngũ Người sau đặc biệt xúc động gật đầu, còn nữa, anh không cảm thấy sự xuất hiện của bạn Lâm Lâm mới tới so với chuột Hà Lan quỷ dị hơn sao, còn bệnh thần kinh hơn vẹt tiểu lục không thấy sao? Ai tôi còn tưởng chỉ có tôi cảm thấy không bình thường chứ? Mục tứ gia nhập thảo luận, thì ra là các anh cũng cảm thấy, Lâm Lâm đặc biệt thần kỳ. Chuyện này rốt cuộc là vì sao vậy chứ? Âm thanh không chập trùng của Mục Nhất chợt vang lên, cậu đoán xem A, à, mục ngũ chợt lui về sau một bước, sau đó mang vẻ mặt đưa đám nói, đại ca đừng dọa người A. Tôi ghét ma quỷ nhất đó, ba người các cậu đừng ở đó đùa giỡn nữa, mau mau trở về phòng. Mục nhị đẩy mắt kiếng trước lúc ông chủ lợi dụng việc công trả thù riêng lôi ba người mục tam, mục tứ, mục ngũ đi, thẳng đến chỗ mục boss không nghe được mới thấp giọng nói, ngu quá đi. Lâm lâm là vẹt tinh, không dễ chết như vậy đâu, hiểu không? Vì thế nên trong nháy mắt, mục tam, mục tứ, mục ngũ đều đã hiểu rõ ràng mà mục ngũ thật thà còn đặc biệt bội phục tôi nói này. Tiểu lục thật uy vũ nha, nhưng mà tiểu lục không chết thật quá tốt. Mục tứ gật đầu, ừ, đúng là tốt thật nhưng bây giờ phải làm sao? Tai nạn xe tôi an bài hẳn là đã dùng cho Trần Du Hạc vào bệnh viện rồi, về phần trịnh Du Hổ, hắn có thể không bị thương nặng gì, chỉ là bị thương nhẹ chút thôi. Mục tam cắt ngang, vậy thì sao, bất kể như thế nào cũng là do họ gây ra, may mà tiểu lục là vẹt tinh, không thì chẳng phải tiểu lục chết thảm rồi sao? Còn nữa, nói cho cùng bản thể của Tiểu Lục cũng bị bọn họ giết chết. Ừm, miễn là giết chết Tiểu Lục thì sẽ bị chính nghĩa trừng phạt. Ba người kia đồng ý gật đầu, sau đó Lẽ Trời cũng đồng ý gật đầu. Đúng vậy, trước đó ông chủ các anh đụng Lâm Lâm, mặc dù đây là số mệnh đã định, còn Mục Viêm Khiếu cũng là người bị hại, nhưng vì đại diện cho sự trừng phạt của chính nghĩa, đời này của ông chủ các anh phải dây dưa với dược sĩ bệnh thần kinh đó. Ha ha, 10 giờ tối, mục viêm khiếu co rút khóe miệng bắt lấy mỗ mèo bự đang mài móng vuốt trên ghế salon không biết mệt đến trên giường. Ngay lúc tiểu linh miêu lâm u không chịu được định dùng khăn trải giường mài móng, đặc biệt bình thản ném tới một câu, cào nữa thì cắt chân. Linh miêu lâm u, được rồi, mặc dù cậu biết đây chỉ là uy hiếp, nhưng cậu hiểu mà. Lâm lâm, chuyện gì, lâm lâm, hửm, có chuyện gì? Lâm lâm, tôi nói anh mà la nữa có tin tôi cào mặt anh không? Mục viêm khiếu cúi đầu cười một tiếng, đưa tay vuốt bộ lông mượt mà của Linh Miêu, mày thật sự trở về rồi. Lâm U tiểu gia không nhịn được liếc mắt, nói nhảm, mau, ngày mai tiểu gia muốn đích thân đi xem xem hai mụ gì kia đang làm gì, anh nên biết rằng, tiểu gia không chỉ có thể ra lệnh cho chuột. Bay trên trời, bơi trong nước, chạy trên bờ, miễn là có đầu óc. Tiểu gia đều có thể lừa bọn chúng tới giúp, Lâm U vừa nói vừa ngẩng cao cái cầm nhỏ của cậu lên, ai ui, tại sao tự nhiên cảm thấy hình ảnh của mình thật cao thượng vậy? Mới nghĩ thôi cũng kích động rồi, mục viêm khiếu nghe giọng mèo bự nhà mình đặc biệt phơi phới, kéo khóe miệng, trực tiếp đưa tay kéo mèo bự vào trong lòng, sau đó nói, ngủ. Muốn mơ thì phải ngủ vào buổi tối mới chân thật, tiểu linh miêu lâm u đầu tiên bị hoài báo ấm áp kia làm dậy lên nổi nhớ nhung cỏ a cỏ, tiếp đó bỗng nhiên sủ lông, mèo mèo ngao 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 ngao. Chấm than chấm than ngoặc kép, ông nội nó, anh muốn nói tiểu ra nằm mơ ban ngày sao. Chấm than có tin ngày mai tiểu gia sẽ trở thành bá chủ trong phạm vi 10 km xung quanh biệt thự không hả? Tiện thể tôi cũng thu luôn lễ vật của mấy đứa tiểu đệ luôn đó. Lúc này, hai vị dì Trần và Trịnh lúc xế chiều còn mang theo vẻ mặt đắc thắng rời khỏi mục ra, tại phòng VIP trong bệnh viện của thành phố A, con của hai bà gần như đồng thời gặp phải, tai nạn xe cộ đang dùng sắc mặt cực kỳ khó coi mà nhìn hai bà. Mẹ, mục viêm khiếu khinh người quá đáng, hắn vậy mà lại muốn đụng con và biểu ca. Bất kể như thế nào, chúng ta phải thu phục hắn thật tốt không làm cho hắn tán ra bại sản con tuyệt đối không cam lòng chấm than chấm than ngoặc kép trần du hạc vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy vô cùng dữ tợn nghiến răng nghiến lợi a à, hạc con yên tâm đi đối phó với người điên như vậy chúng ta tuyệt đối không nương tay bà trần căm hận mở miệng bà muốn trừ lại cho mục viêm khiếu một chút sản nghiệp sống qua ngày nhưng hiện tại xem ra bà vẫn còn quá mềm lòng đối với cái loại người tùy tiện giết người như mục viêm khiếu dù có hai bàn tay trắng, vẫn đáng, bên kia, bà Trịnh đứng cạnh Trịnh Du Hổ, tầm mắt vừa gặp nhau liền tách ra, trên mặt cùng một màu sắc tức giận không cam lòng. Chương 43, Trần Du Hạc và Trịnh Du Hổ tuy là gặp phải tai nạn giao thông, nhưng cũng giống như lúc Mục Viêm Khiếu gặp phải tai nạn xe, đều không chết được, nhiều lắm thì bị thương nhẹ mà thôi. Thật ra nhìn từ phương diện khác mà nói, hai phe Mục Viêm Khiếu và Trịnh Du Hổ, mấy năm trước tranh đoạt thế lực và tài sản của nhà họ Trương, đã hình thành thói quen không có chuyện gì thì gây tai nạn giao thông cho đối phương hoặc không có việc gì làm thì tìm cách nào đó kích thích đối phương vì vậy bọn hắn đối với chuyện dự phòng nguy hiểm cũng có chuẩn bị rồi mà sở dĩ tai nạn xe lần trước mục viêm khiếu gặp thiệt thòi lớn như vậy một phần là do thuộc hạ thân tín mục thất phản bội ngoài ra chỉ có thể nói vận khí của hắn xui xẻo có thể là đại nạn của hắn đã xảy ra rồi cho nên lần tai nạn này mục tứ an bài Trịnh Du Hổ bị thương không nặng, hay nói là cánh tay bị gãy xương. Mà Trần Du Hạc so với Trịnh Du Hổ thì bị thương nặng hơn không ít, nhưng vết thương này cũng chỉ là tay chân bị gãy vài chỗ, còn những bộ phận mấu chốt như là đầu, tim và tiểu đệ đệ, hắn không hề bị tổn thương chút nào. Lúc Mục Tứ nhận được báo cáo từ đàn em của hắn, đối với chuyện này còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Sau Trịnh Du Hổ và bà Trương chạy chữa xong liền trực tiếp trở về nhà. Mà Trần Du Hạc và mẹ của hắn cũng chỉ có thể nán lại bệnh viện vài ngày, Mười con chuột cường tráng được phân đến theo dõi bà Trần hết sức buồn bực. Bọn chúng chán ghét mùi thuốc khử trùng. Cho dù thức ăn ở nhà ăn bệnh viện không tệ cũng không thể bù đắp điểm này. Ngày theo dõi thứ nhất tại biệt thự, bà Trịnh đang ăn súp có tác dụng làm đẹp mà đầu bếp đặc biệt làm cho bà. Mùi vị của súp trước sau như một đều rất ngon. Chẳng qua khi ăn đến muỗng thứ ba, có một mùi vị quỷ dị truyền ra từ đầu lưỡi. Bà Trịnh khẽ như mày, đem thức ăn nhổ ra trên khăn ăn, sắc mặt nháy mắt xanh mét. Đầu bếp đâu? đây là cái gì chuyện gì xảy ra đầu bếp trịnh gia nghi ngờ đi ra kết quả liền thấy trên khăn ăn có một thứ nhìn đặc biệt giống sản phẩm bài tiết của động vật sắc mặt đầu bếp biến đổi liên tục hắn khổ bước mà nghĩ nếu hắn nói đây là một phần ô mai đen bà chủ có tin hay không đây người quét dọn đâu cũng kêu đến đây cho tôi rất dễ nhận ra bà trịnh không phải người dễ bị gạt không đợi đầu bếp mở miệng đã kêu người quét dọn ra rồi chẳng qua sau khi mở miệng bà liền đổi ý Yêu nữ quản gia vẫn luôn túc trực bên người hủy bỏ chỉ thị vừa nói, nhưng cũng gọn gàng linh hoạt mà cho sa thải người dọn dẹp. Tiếp theo đó bà Trịnh nhìn về phía đầu bếp, đầu bếp nhìn sắc mặt bà Trịnh thì biết kế sách của mình không tốt lắm, lập tức tùy ý nhún nhún vai, thao mũ của mình xuống, quay về phía bà Trịnh nói, phu nhân, thật ra thì những lời này tôi đã muốn nói từ lâu rồi, bà đối với chuyện ăn uống bắt bẻ thái quá, lại cứ khăng khăng không hiểu được thức ăn ngon đích thực cần phải dùng như thế nào. Bà không ăn mấy, thức ăn thừa kia, Bà cho rằng đó là thứ không sạch sẽ, nhưng tôi đã làm đầu bếp riêng cho rất nhiều người, hầu như không có ai giống như bà. Phải biết rằng thức ăn rất quý giá, mỗi lần thấy bà lãng phí lương thực như vậy tôi cũng rất muốn bỏ phân chuột vào chén của bà. Ánh mắt sắc như dao của bà trịnh mãnh liệt bắn về phía đầu bếp. Anh cũng gan lắm, cho anh làm đầu bếp cho trịnh ra là để mắt tới anh rồi, đã như vậy còn không biết ơn, sau này việc ăn uống ở thành phố A anh vĩnh viễn cũng đừng tham gia nữa. Đầu bếp mặt tròn khẽ chậm một tiếng, Nhún nhún vai mà đi. Thật ra thì dựa theo nhận xét của hắn, bà Trịnh còn tốt hơn đại thiếu gia, người trước sẽ chỉ làm hắn thất nghiệp, người sau thì phòng Trừng sẽ lấy luôn mạng nhỏ của hắn. Ai, thứ lỗi cho tôi đời này phóng túng không kềm chế được thích nói thật. Dù nơi này không lưu hắn, thì nơi khác sẽ lưu hắn, hắn có tài nghệ, làm thế nào cũng không chết nói được. Ở nơi đầu bếp mặt tròn còn có thể nghe được động tĩnh ở nhà họ Trịnh, trong nhà chợt truyền ra tiếng thép chói tai, đầu bếp mặt tròn nghe vậy ngoáy ngoáy lỗ tai há há nghe như là xảy ra chuyện tốt đẹp gì rồi mà trên thực tế cũng thật như vậy sau khi đuổi đi một nhóm người dọn dẹp người mới còn chưa tìm hiểu kỹ dù sao đầu năm nay lý lịch mấy người làm chuyên nghiệp cũng không tốt lắm vì thế bà trịnh hiếm khi lại nhìn thoáng qua nhà bếp và phòng ngủ trong nhà mình kết quả vừa nhìn phòng bếp không có vấn đề gì lớn ừm nhiều lắm thì mấy góc khuất có mười mấy viên phân chuột nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh bị cắn thành các loại hình dáng mà thôi dù sao trịnh gia cũng có tiền không vấn đề gì, cái này thật không ăn nhầm gì. Nhưng mà, điều khiến bà Trịnh không lòng dạ nào bình tĩnh được chính là, khi bà mở phòng thay đồ của mình ra, tủ đồ trang sức vòng đeo tay, cảnh tượng bên trong như có bão quét qua thật làm cho người ta giận sôi người. Chấm than chấm than, cái quần trị giá 30 vạn của bà bị cắn thủng người mấy lỗ lớn. Đôi giày trị giá 80 vạn của bà bị cắn đến hở miệng. Quá đáng nhất là cái áo khoác lông trồn trị giá 200 vạn của bà còn bị hành hạ tới mảnh nằm đây mảnh đằng kia, quả thật khiến bà nổi điên mà. Mà đồ trang sức vòng đeo tay còn tổn thất nặng hơn phòng thay đồ. Không phải đồ trang sức này nó bị hỏng, mà là hơn phân nửa đều, không, cánh, mà, bay. Chấm than chấm than, ngày thường tủ trang sức của bà chỉ có chia chìa khóa để mở, hơn nữa còn cài đặt hệ thống quản chế bảo vệ, những thứ đồ này sao có thể bạt vô âm tín như vậy chứ. Chấm than phải biết rằng giá trị số trang sức đó đã qua hàng triệu rồi. Đó chính là sáu phần tài sản của bà đó. Sắc mặt bà Trịnh vô cùng âm u, trong mắt lóe lên tia quang mang âm độc dữ tận, điều tra cho tôi. Dốc sức điều tra, tôi muốn kẻ trộm chết không tử tế. Chấm than chấm than ngoặc kép, chẳng qua là sau khi tra ra kết quả điều tra lại làm cho những người hiểu rõ sự tình ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ từ hình ảnh trong camera tìm ra, đầu sỏ, phá hư quần áo và ăn cắp châu báu vô cùng dễ dàng sự thật làm cho người ta không thể nào tin được, từ máy quay an ninh có thể thấy mười con chuột mập khổng lồ. Qua camera, mấy con chuột này rất thuần thục mà đem hộp đựng, hộp tủ cắn ra một lỗ lớn, sau đó vụng về mà ngậm hoặc đeo hay trùng trang sức lên người, rồi lại đeo châu báu đa dạng chủng loại, từ lỗ nhỏ trong phòng chạy ra ngoài. Quả thực, y như là có người kiểm soát mấy con chuột này đi ăn trộm. Nhưng thật sự có chuyện tình ly kỳ như vậy sao? Người nào mà có thể khống chế chuột A? Còn nữa, những thứ châu báu kia cũng là hàng có chất lượng và số lượng giới hạn, muốn lén bán ra lấy tiền cũng khó nã là. Nhưng bà Trịnh không quản nhiều điều như vậy, bà chỉ bày ra bộ mặt lạnh lùng, gọi cảnh sát tường thành phố A tới, cho hắn ba ngày để phá án. Bà tin chắc đây là một âm mưu nhầm vào nhà họ Trịnh. Chấm than chấm than, nếu như không phải bà Trịnh có thể khẳng định mục viêm khiếu tuyệt đối sẽ không có lòng giả thành thơi và thủ đoạn đi làm ra loại chuyện như vậy, bọn họ thật muốn cho rằng đây là một sự trả thù của mục viêm khiếu, vì bà và bà Trần dám uy hiếp hắn. Bà Trịnh bên này bị 10 con chuột bự một phen cướp sạch, mà Trần Du Hạc và bà Trần bên kia cũng không tốt hơn bao nhiêu. 10 con chuột theo dõi bà Trần quyết định lựa chọn phương pháp cấp bách nhìn chằm chằm người ta, vì thế tạm thời tài sản bà Trần không gặp tai họa, bất quá tài sản bà ấy so với họ Trịnh cũng kém quá nhiều, đi phá hoại cũng không đã nghiền. Cho nên 10 con chuột bự liền linh hoạt đổi sang hành hạ cơm canh hai vị này. Trần Du Hạc cũng có vệ sĩ, nhưng Trần Gia thì không thể so với Trịnh Gia, dĩ nhiên càng không so được với Mục Gia. Vì thế dù vệ sĩ rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không có hiệu quả một con ruồi cũng không buông tha như Mục Đại Thiếu lúc trước. Huống Hồ Chi, coi như là vệ sĩ của Mục Đại Thiếu, cũng đấu không lại chuột lâm lâm đó. Lần này 10 con chuột đồng thời bắt tay hành động, cả đêm làm thông lỗ thoáng gió trên trần nhà, vách tường, cửa, sau đó dùng cả đêm chế tạo rác rưởi và tìm kiếm cứ điểm giám sát, dĩ nhiên lành nghề như bọn chúng đi trên đường cũng không tránh khỏi mấy con mèo hoang lén lút trong bệnh viện. Sau đó thiếu chút nữa phát sinh thảm họa, chuột bự giữ cửa khai ra danh tiếng lão đại nhà mình. Danh tiếng không thể nào dùng được. Nhưng mèo hoang sau khi nghe 10 con chuột này nói đang làm tiểu đệ cho một con mèo lớn khác, cân nhắc xem con mèo nào mà có ý nghĩ đều như vậy, cuối cùng cũng không ra miệng với 10 con chuột. Nhưng cũng tạo thành kết quả sau khi kết thúc này thứ nhất lâm u tiểu ra tự mình tới đây xem tình hình cuộc chiến trực tiếp gặp gỡ năm sáu con mèo hoang. Mèo mèo ô, mày làm gì thế? mười con chuột này là mày sai tới đây làm việc. Tiểu Linh Miu Lâm U nghe vậy gật đầu mèo của mình một cái, mèo mèo ngao. Đúng nha, tụi bay đi chỗ khác mà ăn, bọn chúng làm việc ở đây. Muốn bồi thường tao mời tụi bay một bữa hoành tráng được không? Cánh gà hay khô cá cơm, mèo mèo ngao ngao ngao. Cho một lô khô cá cơm, không không, không đủ, hai lô. Chấm than chấm than. Lâm U nheo mắt mèo của mình lại, cái đuôi cân nhắc vui vẻ lắc qua lắc lại, mèo mèo ô, không thành vấn đề. Trước tiên xem kịch xong đã, mèo mèo, năm sáu con mắt đủ màu lớn nhỏ không đồng nhất nhưng con mèo nhỏ nhanh trí nhất nghiêng cái đầu bé bé của mình, xem kịch gì đây? Xem kịch không phải là thứ loài người thích sao? Kết quả sau một khắc tập thể bọn họ liền nghe được tiếng thét chói tai đến từ biệt thự phòng bệnh phía đối diện. Mèo mèo ô, âm thanh này thật chói tai, không dễ nghe chút nào. À phân chuột, quá nhiều phân chuột. Trên giường của chúng tôi sao lại có nhiều phân chuột như vậy? Chấm than chấm than, trời ơi, tóc của tôi, trên tóc cũng có. Chấm than ngoặc kép, 10 con chuột bự nghe tiếng kêu như muốn sụp đổ kia đồng loạt nhìn về phía tiểu linh miêu, người sau nhe hàm răng nanh ra lên tiếng, tỏ vẻ tiểu ra đây rất hài lòng. Chuột bự mới thở vào nhẹ nhóm, phải biết rằng một đêm huy động nhiều phân như vậy, thật ra thì cũng không dễ dàng gì đâu. Chấm chấm trần du hạc bị tiếng kêu của mẹ mình đánh thức một bụng oán khí chẳng qua không đợi hắn nổi giận hắn liền người thấy bên cạnh mình có mùi khác thường hai mắt trận to hắn thấy hai chân và cánh tay đang bị treo của mình đều dính phân chuột mà ở phần thạch cao trên đùi hắn hình dáng đám phân chuột nhìn như là sb bây giờ hắn còn chưa tỉnh ngủ sao trần du hạc khiếp sợ cũng không biết nói làm sao rồi qua một lúc lâu hắn mới nổi giận gầm lên một tiếng đi kêu viện trưởng của các người đến đây cho tôi chấm than chấm than ngoặc kép tiểu linh miêu ra ra lúc này dẫn theo năm sáu con mèo đồng loạt đứng trên cây ngô đồng bên ngoài phòng bệnh nhìn người bên trong gặp chuyện mất khống chế cứ giống lên liên tục tâm tình cực kỳ vui vẻ cao hứng liền giơ móng vuốt lên dùng đầu lưỡi liếm liếm năm sáu con mèo khác trông thấy cũng nhiễm phải loại tâm tình vui vẻ này cũng đồng loạt giơ móng lên bắt đầu liếm lông cái đuôi còn lắc tới lắc lui đặc biệt vui thích mèo mèo ngao ô mấy con chuột tiếp tục cố gắng đi Buổi tối trở về nhà luận công ban thương cho các người Lâm U tiểu gia ngao ô một tiếng, nhắm mắt mèo, che cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn giống như đang cười trộm đắc ý Há há, đây mới là màn mở đầu thôi, vẫn mới có một ngày, tiểu gia xem hai ngày sau chỉnh cho các người gà chó không yên thần kinh suy nhược Chấm than chấm than, dám uy hiếp chủ nhân mắt mù của tôi, đó chính là uy hiếp tiểu gia Ngược đáy mấy người cũng không chết được đâu meo meo mèo meo xong kịch rồi sao muốn ăn khô cá cơm, meo meo, đi, khô cá cơm tiến lên, tiểu ra mời một bữa khô cá cơm đặc biệt meo meo ha ha ha. Lúc này, ẩn nấp dưới một gốc cây trong bệnh viện, một chiếc hammer cải trang đang đậu, mục ngũ và mục tam đeo máy nghe trộm được một loạt tiếng mèo kêu không hiểu đầu đuôi ra sao, ngô, đây là tình huống tiểu lục muốn thu đàn em sao. Sao lại có nhiều mèo như vậy? chương 44, mục ngũ dưới sự nhắc nhở của boss nhà mình, rốt cuộc cũng chạy đua mua về năm bao khô cá cơm trước khi Linh Miêu Lâm U mang tiểu đội mèo nhỏ về nhà. Là một con mèo có khứu giác tuyệt đối thật là đáng sợ. Khi Lâm U vừa ngửi được mùi còn đang đặc biệt phát thảo lại hình dạng, mấy con mèo khác đã khó lòng dằn nổi mà nhảy đến trước mặt xe Hammer, hướng về phía cửa xe có ba người đang ngồi mà meo meo gọi. Cái bộ dáng làm nũng ngóc đầu ngồi trồm hốm kia, không có chút sợ người lạ nào, còn đặc biệt ra vẻ kiêu ngạo đáng yêu. Lâm U tiểu ra thấy thế không khỏi cảm thấy ngứa móng sáu con ngồi ngay ngắn một hàng dưới đất là muốn dành sự chú ý của chủ nhân mắt mù nhà cậu phải không meo meo. Chấm than, nhìn mục ngũ và mục tam quả thực thiếu chút nữa hai mắt bắn ra quả tim hồng kìa. Mẹ nó, các anh lại cam tâm đầu hàng khô cá cơm. Này hai người hầu kia, chẳng lẽ không biết tiểu gia mới là chủ của mấy bao khô cá cơm kia sao? Cào nát mặt các anh có tin không? Đang lúc mèo bự lâm u uống giấm chua, không ngừng dùng móng vuốt cào cào, mục viêm khiếu đứng lên từ chỗ ngồi, sau đó nói, lâm lâm sao mày không lại đây tháng năm cũng coi như là mùa hè rồi lâm u nhìn phần đất dưới bóng cây lại nhìn cái đệm xa hoa trên đùi người đang ngồi trong xe hammer cuối cùng cũng bị viên đạn bọc đường ăn mòn meo meo ngao một tiếng nhẹ nhàng nhảy lên xe sau lại nhảy đến trên đùi chủ nhân mắt mù nhà mình quả nhiên cảm giác thật tốt biết bao còn nữa linh miêu quả thật rất giỏi vừa nhảy một cái là tới nơi rồi nhớ năm đó à ngày đó cậu trèo lên bánh xe thật là lâu đúng là câu chuyện đẫm nước mắt, nhìn mày hình như đang rất vui. Mục viêm khiếu vuốt bộ lông mềm mượt kia, mang theo nụ cười trêu chọc đùa nghịch rúm lông ngắn trên lỗ tai kia, chọc cho lỗ tai tiểu linh miêu phải run lên vài lần, nói, không ngờ mày có thể chỉnh người ta tới như vậy, ở nhà của mày, mày cũng thu thập mấy người làm mày mất hứng như vậy sao? Hừ, ai dám chọc tôi mất hứng? Khi đi ra ngoài, tiểu linh miêu lâm u cũng mang theo cái máy chuyển giọng nói kia, trực tiếp đem thanh âm chỉnh thành loại ôn nhu trong trẻo. Bất quá cũng chính từ lúc này, Lâm U Tiểu Gia quyết định mỗi ngày sau này sẽ đổi một chất giọng mới, đi đùa dẫn chủ nhân mắt mù nhà mình, ví như, mỗi sớm tỉnh dậy nhìn về phía chủ nhân mắt mù nói, đoán xem tôi là ai. Được rồi mặc dù dám làm như vậy chỉ có một mình Lâm U cậu, nhưng hàng ngày mỗi ngày vẫn cứ làm mà không biết mệt. Thật sao, vậy thì tốt, mục viêm khiếu cười nhạt, gần đây tâm tình boss biến chuyển tốt hơn, trên khuôn mặt băng sơn có quắp cũng sẽ có thay đổi nhẹ. So với chuyện tao nghe được có người khi dễ mày, đương nhiên mày đi khi dễ người khác vẫn tốt hơn lâm u nghe nói như thế khổ một tiếng sau đó dùng móng vuốt khẩy lỗ tai cuối cùng dứt khoát đem đầu tựa vào lòng chủ nhân mắt mù nhà mình một bên còn không nhịn được cười ngây ngô chủ nhân nhà cậu thật chi kỷ nha thật ra thì khi còn bé lâm u cũng không bị khi dễ gì cùng lắm thì bị cô lập mà thôi chuyện này đối với một đứa trẻ bình thường là khó khăn nhưng với người có xu hướng tình cảm bằng không mà nói nửa phút đồng hồ cũng không thấy đây là gian nan cho nên vào lúc này Nhẹ nhàng vỗ về thú cưng nhà mình Khóe miệng mục viêm khiếu khẽ nhướng lên Hai người cùng cười ngây ngô lâm u vừa cọ cọ chủ nhân Không hề ý thức được Khi bọn hắn đối mặt nửa còn lại của mình Khi bọn hắn ở cạnh nhau Sự lạnh lùng và vô tình lúc trước giống như bông tuyết gặp mặt trời Nhanh chóng tan giá. Meo meo Dù sao cảnh tượng náo nhiệt của dì Trần chúng ta cũng xem rồi Giờ trở về nhà đi Buổi tối còn có chuột phía bên dì trịnh tới báo cáo công việc đó Tôi còn phải nhắc nhở bọn chúng một chút tuy nói vì là ngày thứ nhất tập kích bất ngờ nên hầu như không gặp phải công kích hay trở ngại nhưng hai ngày mai và mốt tuyệt đối sẽ không giống như thế nếu bọn chúng không chuẩn bị tốt sẽ chết sạch cả đám mục boss rất tán thành ý kiến của lâm lâm nhà mình trong lòng còn cảm thán một tiếng lâm lâm của hắn quá thông minh ừm cái sự thông minh này cực kỳ giống con người nếu như chấm chấm nếu như nó thật sự có thể biến thành người mà nói chấm chấm mục viêm khiêu nghĩ như vậy chợt phát hiện tâm tình mình trở nên kích động và mong chờ hắn có chút không tin ấn ấn ngực sau cười cười bất đắc dĩ hắn vậy mà lại chờ mong lâm lâm thật sự biến thành một con người bắt đầu từ khi nào mấy câu làm nhảm của mục nhất mục nhị lúc rãnh rỗi cũng có thể ảnh hưởng tới hắn vậy này này uy uy anh đang suy nghĩ cái gì đó chủ nhân mắt mù tôi nói đây là mấy đàn em mà tôi mới thu nhận khô cá cơm tôi muốn giữ lại cho tụi nó mục viêm khiếu bị cào nhẹ rốt cục hồi thần lại sau đó ho khan một tiếng gật đầu, tùy ý mày, dù sao cũng là của mày. Những lời này làm cho mèo lâm u ra ra như mở cờ trong bụng, đồng thời cũng làm cho sáu đàn em mèo nhỏ vây xem bồi phục sát đất. Mèo mèo ngao, lão đại này thật lợi hại nha, có thể làm cho con người nói gì nghe nấy đó. Nếu như tôi cũng có một con chủ nhân biết nghe lời như vậy thì tốt biết bao. Bye, sáu đàn em mèo nhỏ. Ha ha, anh nói rồi đó. Tiểu Linh Miu Lâm U ngẩng cao cái đầu, sau đó nói với đàn em của mình, giúp tao trông coi mấy con chuột ở bệnh viện kia một chút, bọn chúng sẽ không về đây trong mấy ngày nữa. Lần sau tao tới sẽ cho tụi bay thêm một ít khô cá cơm. Đáp lại là mấy tiếng mèo kêu vô cùng phấn khởi, mặc dù cái việc lão đại tới làm tụi nó ù ù cà cà, nhưng miễn có khô cá cơm thì thật sự quá tốt rồi. Trên đường trở về, mục viêm khiếu vẫn cứ cau mày trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ về một chuyện quan trọng nào đó. Thế cho nên mục tam báo cáo mấy lần, hắn cũng không buồn để ý. Vì thế Mục Tam phẫn nộ buồn bực ủy khuất dùng ánh mắt cầu xin quyền trợ giúp nhìn về phía Lâm U Tiểu Gia. Thật ra thì Tiểu Gia vốn đang cuộn thành một cục tròn to to nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đó cũng không phải chuyện, trung thân đại sử gì nên rất nhanh liền đón nhận sự van xin của Mục Tam. Nhẹ chật một tiếng, Lâm U vỗ chân một cái, móng vuốt sắc bén thu vào trong, vỗ vỗ MU U bàn tay của Mục Đại Thiếu bằng bàn chân toàn đệm thịt của mình mà thôi. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng. Lâm lâm, mục viêm khiếu không hiểu chuyện gì xảy ra. Chủ nhân mắt mù, lần thứ hai rồi đó. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái chuyện trung thân đại sự gì vậy? Nhanh nhanh thành thật khai báo ra đi. Đôi mắt mèo màu hổ phách của Lâm U nhìn chằm chằm chủ nhân mắt mù nhà mình. Cậu cũng cảm thấy có chút không ổn. Chủ nhân có tư duy mạnh mẽ nhà cậu lại gặp phải chuyện khó khăn gì. Vậy mà có thể làm cho anh ấy vướng mắc đến độ thành ra như vậy. Mục viêm khiếu nghe được câu hỏi đó của Lâm U đầu óc không biết bị co rút thế nào vậy mà lại nghe chính miệng mình nói ra suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu tao đang nghĩ không chừng có lúc mày sẽ biến hình lâm u trận to hai mắt và còn nếu quả thật mày có thể biến hình ừm tao có thường đọc qua một số câu chuyện về phương diện này tao đang đoán mày sẽ biến ra hình dạng nào đây mục viêm khiếu cúi đầu mở miệng giống như độc thoại một mình có phải giống như trên sách nói biến thành một con hồ ly tinh đặc biệt lẳng lơ rồi sau đó hắn cười cười sao có thể như vậy chứ Tao nghe nói chỉ có hồ ly tinh khi biến thành người mới trở nên cực kỳ xinh đẹp. Mày là vẹt tinh, a à, mặc dù so ra có hơi kém hồ ly tinh, nhưng bù lại, nghe mục nhị miêu tả màu lông rất đẹp, bộ dạng mày chắc cũng rất đẹp. Cái, gì, đối với chuyện chủ nhân mắt mù nhà mình tự tưởng tượng ra, Lâm U tiểu ra trả lời ha ha. Động não cũng không cần động mạnh như vậy chứ. Mặc dù trước đây ông đây đã chấp nhận cho anh tự tưởng tượng nói tiểu ra là vẹt tinh, nhưng thế không có nghĩa tiểu ra là vẹt tinh nha hơn nữa còn biến hình và vân vân anh nói tôi làm sao mà biến đây nếu thật sự có thể tự mình biến tôi đã sớm không làm động vật rồi trực tiếp biến về nhà quả thật không còn gì tốt đẹp hơn đâu mục đại thiếu bị cười nhạo hắn nên biết lâm lâm nhà mình không đáng yêu như thế chứ nhưng hắn không cần để ý nhiều là được thật ra vừa rồi tao đang suy nghĩ một chuyện nếu như mỗi lần mày đều có thể nhập vào con vật vậy người thì sao thân hình lâm u tiểu ra ngay lập cứng còng mạnh mẽ ngẩng đầu lên Mục viêm khiếu vẫn tiếp tục nói, nếu như, tao nói nếu như, tao tìm được một người chết, để bên cạnh mày, đem thân thể bây giờ của mày lúc chết đặt cạnh một chỗ, mày có thể trở thành người kia không, hả? Ngay lúc này, mục đài thiếu lại bị một cái vuốt mèo sắc nhọn cào đau. Linh miêu lâm u tiểu ra kéo mục viêm khiếu ra khỏi suy nghĩ viền vông của mình, bốn chân chạm đất, ánh mắt trong suốt mà nghiêm nghị. Bộ dáng chú mèo lười biếng mới nãy giờ đã không thấy đâu, thay vào đó là một loại hình tượng thần côn cao cao tại thượng cho anh một lời khuyên giúp anh sống lâu không nên có ý định dùng sức mình mà thay đổi sự sống chết của bất kỳ ai nghịch thiên là một chuyện mà cho dù anh có tìm ra cái lý do hợp tình nào đi chăng nữa theo lẽ trời mà nói cũng là chuyện tuyệt đối không thể dung tha chủ nhân mắt mù não bị teo đến cỡ nào mới nghĩ ra loại phương pháp tổn hại công đức như thế chứ con người suy cho cùng cũng là một loại động vật nhưng nhân quả của người so với động vật còn lớn hơn chấm than chấm than giọng lâm u lúc này vô cùng lạnh lùng thấy vậy trong lòng mục viêm khiếu quính lên, đưa tay bắt lấy chân trước của mèo bự kéo vào lòng. Tao nói, mới vừa rồi chẳng qua là nghĩ cách khác mà thôi. Hắn cũng biết lai lịch con vẹt nhà mình chắc chắn khá là đặc biệt, hơn nữa cho tới tận bây giờ, cho dù mục viêm khiếu chỉ trệ thế nào đi nữa, cũng có thể nhận ra, lâm lâm đến đây thật ra cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên gì. Sau hai lần lâm lâm chết cuối cùng cũng trở về bên cạnh mình, mục viêm khiếu bắt đầu suy đoán, đây có lẽ là, số mệnh đã định mà bản thân hắn thì vô cùng cảm tạ cái loại số mệnh này, nếu như có cơ hội đánh tan cái đã định này, vậy hắn tình nguyện giữ nguyên như bây giờ, vĩnh viễn dầm chân tại chỗ. Quãng đường còn lại tràn ngập không khí trầm mặc, lâm u gục trong lòng chủ nhân mắt mù nhà mình, đột nhiên cũng bắt đầu nhìn không được mà suy nghĩ, lúc nào cậu mới có thể trở về thân xác của mình, sau đó dùng thân phận một con người, đến tìm chủ nhân mắt mù phiền phái. Dù nói như thế nào, vị này cũng thiếu cầu tiền bồi thường chuyện tông xe rồi bỏ chạy đó, sau nửa giờ, trong ánh nắng chiều chiếc xe chạy vào gara biệt thự nhà họ Mục, từ trong xe bước xuống, Lâm U tiểu Gia vốn còn đang u buồn lần quẩn trong nháy mắt đã bị ánh sáng phản chiếu trong vườn chiếu mù hai cặp mắt mèo bằng titan hợp kim, mèo mèo chết tiệt. Ai tới nói cho tiểu Gia biết, cái đống vàng bạc kim cương này là chuyện gì xảy ra mèo mèo. Chương 45, Lâm U tiểu Gia bị vàng bạc và kim cương trên đất chiếu đau đến độ thiếu chút mù mắt mèo rồi. Mới vừa trước mắt lúc trước thôi, đi cùng với chủ nhân mắt mù nhà cậu mà không ngừng xoắn suýt, trong đầu tràn ngập ý nghĩ, tôi nói dù trời có sập cũng có người muốn hãm hại chúng tôi sao. Mà giờ vừa xuống đã thấy châu báu, dưới bóng cây bên cạnh là 10 con chuột đang dàn hàng, trong chút chốc liền hiểu rõ mọi chuyện. A à, ha ha ha, ha 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 ha, Linh Miu cười lớn trực tiếp chạy đến trước mặt tiểu đội chuột nhỏ số 1, mấy thứ đồ này là tụi bay vận chuyển từ nhà gì trịnh tới đây sao. Dẫn đầu tiểu đội một là chuột lão đại, nó có chút không hiểu vì vua mèo đang đứng trước mắt nó đang quá vui hay là bị kích thích nữa, nhưng nghĩ lại trong cái hiểm có cái ăn vì thế liền gật đầu chi, chi 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 vài tiếng chúng tôi đem mấy thứ lớn nhất sáng nhất không đựng trong lồng thủy tinh mang hết về đây rồi ngài cảm thấy thế sao những thứ này có thể xem là thành quả của chúng tôi không có thể thêm mấy cái đùi gà được không trong lòng chuột lão đại lo lắng không yên nhưng nó vẫn quyết định rồi nếu như vua mèo không chịu nó nhất định phải vì đàn em của mình mà tiếp tục cố gắng cũng bởi vì nó nghe nói con người rất xem trọng mấy thứ đồ tỏa sáng lấp lánh này mà. Vua mèo lâm u cũng không làm chuột lão đại phải thất vọng nhiều. Lập tức nghe nguyên bộ răng nanh của mình, đi đến tặng cho chuột lão đại một cú đập khen ngợi mạnh như hổ os. Yên tâm đi, đảm bảo cho các người ăn uống no say. Chấm than ngoạc kép, 10 con chuột bự đặc biệt hưng phấn. Chi, chi 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 kêu loạn hết lên. Nhưng sau khi để bọn chúng cao hứng xong, vua mèo lâm lâm rất trịnh trọng nói cho chúng nó biết ngày mai phải thật cẩn thận ngày mai tụi bay đừng đi vào trong nhà nữa, chuyện hôm nay phát sinh đột ngột, bọn họ không có chuẩn bị nên các người mới không có bao nhiêu tổn thất, nhưng đến ngày mai, khắp ngôi nhà kia chắc chắn sẽ tràn ngập bẫy dập nhầm vào tụi bay. Vì thế tụi bay chỉ cần trốn trong hang chuột dưới đất, nghe ngóng hành động và mấy cuộc trò chuyện của dì Trịnh là được, có chuyện lớn gì liên quan đến, giấy tờ, di vật nhất định phải nói cho tao biết. Đối với lời cảnh báo này của vua mèo Lâm U 10 con chuột chi chi tỏ vẻ đã hiểu rồi. Nhưng Lâm U vẫn hơi lo lắng, dù sao chuột cũng không phải người, so với sự xảo quyệt của con người, dù là một con chuột thông minh cũng rất dễ bị con người giết chết. Sau đó vua mèo lâm lâm vẫy vẫy móng vuốt ra hiệu cho mấy con chuột rời đi. Tiếp đó, kêu mèo mèo ngao mấy tiếng rồi nhào lên đống vàng bạc kim cương. Mục viêm khiếu lúc này cũng đã nghe mục tam thuật lại chuyện châu báu trong vườn, sau khi nghe xong có chút tức cười. Hắn và trịnh du hổ đấu nhau lâu như vậy, đối chọi gay gắt cùng hai gì ngoài sáng trong tối cũng qua mấy năm rồi, Trước là bởi vì Trịnh Du Hổ là người giàu hoạt âm hiểm nên vẫn không thể hoàn toàn đánh gục được hắn. Hai người tuy là anh em họ nhưng lại giống như kẻ thù của nhau, chưa từng nói tới chuyện tình thân bao giờ. Nhưng sau là vì, bất kể gì Trịnh hay gì Trần tại sao cứ lao đầu tìm chỗ chết, hắn trước sau vẫn không nhớ được. Mẹ từng cười kể với hắn, bà có hai chị em, một người thì có chủ kiến, người còn lại thì hoạt bát đáng yêu. Khi các bà còn nhỏ, tình cảm rất gắn bó, vì thế mục viêm khiếu đối với hai người gì này, luôn không thể nào tàn nhẫn mà xuống tay được. Mặc dù hắn đang ở trong thời điểm tranh giành thế lực và quyền thừa kế với trịnh du hổ, trần du hạc, đã mấy lần dồn đối phương vào chỗ chết. Nhưng hai bên đều tương đối ăn ý không hề xuống tay với những người khác. Đối với điểm này, mục viêm khiếu cùng trịnh du hổ coi đây như là ranh giới cuối cùng. Nhưng mà, lúc phải đối mặt với nhau, hai bên lại hận không thể khiến cho đối phương lập tức chết đi không hề thấy chút khoan dung nào, chính bởi vì mục viêm khiếu vẫn phản đối chuyện mạnh tay với dì Trịnh và dì Trần, nên hai người dì này thỉnh thoảng vẫn lượn lờ trước mặt hắn chứng tỏ sự tồn tại của mình. Có đôi khi mục viêm khiếu thấy phiền mời hai bà ra ngoài, còn hay bị dì Trần khóc lóc om sòm kể lệ ngoài cửa mấy tiếng. Dần ra, lời đồn mục đại thiếu lòng giả dạ độc ác lan ra bên ngoài. Nhưng trên thực tế, mục viêm khiếu đối với hai người dì của mình chưa từng làm gì quá đáng hôm nay nghe được chuyện đống châu báu này mục đại thiếu cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng thậm chí còn vui đến nỗi cười ra tiếng hắn có thể ước tính gần đúng gì cả nhà họ trịnh của hắn có tổng cộng bao nhiêu châu báu mỗi một lần nghe mục tam báo tên món đồ mục đại thiếu có thể khẳng định tất cả mấy thứ này cũng chiếm hơn phân nửa gia sản của dì trịnh rồi ha chật chật hơi động não một tí là có thể biết dì trịnh của hắn tức giận đến cỡ nào nè chủ nhân mắt mù anh đang rất vui sao Lâm U ngước cái đầu lông lá bù xù của mình lên thắc mắc, vui vì bánh từ trên trời rớt xuống sao. Mục viêm khiếu nghe vậy lắc đầu, khóe miệng vẫn còn nhếch lên, mấy thứ đồ này trên thị trường rất đáng giá, nhưng mà gì trịnh chắc chắn đã báo cảnh sát rồi, vì thế không thể đem chúng ra bên ngoài, giá trị sẽ giảm rất nhiều. Vua mèo lâm lâm cào cào chân mình trên nền đất, cái đuôi ngạo kiều cong lên, vậy thì sao, cùng lắm thì nung thành vàng thỏi hoặc là dứt khoát đúc thành tượng của mèo ra ra tôi đi phần đá quý vào dây chuyền kim cương thì gỡ ra làm dây chuyên hay đồ trang trí. Không thì chia lẻ ra bán, dù sao cũng đáng giá mười mấy hai mươi vạn. Mục viêm khiếu cười ra tiếng, tán thành ừ, bán lẻ là một ý hay, ít nhất cũng có mấy trăm vạn. Còn vàng, cho người đúc thành tượng của mày, làm thành linh vật giữ nhà. Vua mèo lâm u vẫy vẫy cái đuôi, hừ, coi như anh biết điều, phải biết rằng linh miêu cũng có thể chấn chạch. Huống hồ chi là tư thế oai hùng như cậu đây, không đúng, Hồi nãy anh cười cái gì? Mục viêm khiếu khổ một tiếng, tao chỉ vừa nghĩ tới vẻ mặt gì cả lúc này tâm tình đã vui vẻ lắm rồi. Lâm U tiểu ra gật gật cái cằm nhỏ của mình, ít mất tặng thêm một câu, còn sắc mặt của dì nhỏ nhà mẹ anh, sắc mặt em họ anh nữa, cũng làm cho người ta vui sướng lắm. Lần này là mục viêm khiếu thật sự cười phá lên, lắc đầu nắm lấy móng vuốt mập của Lâm U ngạo kiều vào tay, ôm cổ mèo, đi về phía nhà mình. Vuốt ve bộ lông của vật nhỏ trong tay, ánh mắt mục viêm khiếu sáng lên, hắn càng ngày càng thích lâm lâm nhà mình rồi. Hôm thứ hai, cũng chính là ngày theo dõi kế tiếp, 20 con chuột bự đi theo dõi quả nhiên gặp phải sự phản công mạnh mẽ, buổi tối lúc trở về tiểu đội một hy sinh hai con chuột bự, mà tiểu đội hai dù có tiểu đội mèo bảo hộ cũng có một con ra đi. Hơn nữa tin tức bọn chúng mang về không hề có cái mà Lâm U muốn nghe, chỉ là vài chủ đề của mấy người làm ăn với nhau. Vua mèo Lâm U có chút thất vọng, bất qua hắn vẫn cho tiểu đội giám sát thật nhiều đồ ăn an ủi chúng, dù sao vẫn còn ngày cuối cùng, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó. Chuyện xảy ra quả đúng như vậy, chưa ngày thứ ba lúc Lâm U đang nằm dài trên nệm êm ra dáng nữ vương chờ chủ nhân mắt mù đút tôm nướng bóp vỏ cho mình, bỗng nhiên ngay cửa sổ liên tiếp vang lên mấy tiếng mèo kêu. Nếu như là mục gia ngày thường khẳng định sẽ cho rằng đây là mèo đang kêu la om sòm và vân vân, nhưng vua mèo Lâm U nghe mấy tiếng mèo kêu như thế, trong nháy mắt đứng thẳng người, hai ba bước liền nhảy ra khỏi cửa sổ, đến dưới một gốc cây bên ngoài. Mèo mèo ngao mèo mèo ô, mèo mèo, mèo 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 mèo, mèo mèo ngao, phiên dịch như sau, báo cáo đại vương, chúng tôi đã nghe cái bà già nóng nảy điên khùng kia nói đến, di vật, rồi. Thật sao, di vật ở đâu, bà ta nói ở tận cùng bên trong tủ áo khoác của bà, như thế thì sẽ không ai nghĩ được đồ quý giá như thế lại không để trong két sắt. A à, ha ha ha, lâm u tiểu ra giật giật khóe miệng, mẹ nó vị gì nhỏ này tư tưởng thật đơn giản. chấm chấm ừm dẫu sao cũng là cấp bậc phu nhân có giá trị hơn trăm triệu mà còn cái thói quen đem đồ quý giá giấu trong tủ áo khoác thật là mới nghĩ thôi cũng thấy không ổn rồi nói đi cũng phải nói lại chuyện tìm kiếm này cũng thật khó khăn ước tính sơ bộ thì vị này cũng có chuẩn bị sơ sơ năm sáu tủ áo khoác rồi chăng muốn tìm đồ thì thật sự có hơi khó khăn meo meo ô công việc thật cực khổ chúng tôi đang ăn cơm đó muốn ăn chung không meo meo tốt quá rồi có thể bỏ bao không meo meo còn năm anh em chưa ăn cơm nữa nè mèo mèo yên tâm thức ăn còn nhiều lắm vì thế mục đài thiếu co rút khóe miệng nghe mèo kêu một tiếng rồi lại một tiếng không còn biết mùi vị gì nữa cái loại cảm giác thế giới hai người bị phá hư một chút cũng không tốt đẹp gì hết ngay cả mèo dễ thương cũng theo con đường không dễ thương luôn rồi cho đến cuối cùng mục đài thiếu vẫn không thể không kêu một đàn em vệ sĩ tới cho anh ta ôm con mèo màu vàng ra hồ mang theo một túi tôm nướng và hai con cá kho trở đến trước bệnh viện quý tộc. Cuộc đời thật là đáng sợ, làm cho đứa đàn em N sùng bái hắn không có năng lực tiếp nhận chuyện này. Từ khi nào mà ông chủ oai phong khí phách nhà hắn lại cúi mình trước loài mèo như vậy? Chấm than, nghe nói đoạn thời gian trước còn điên cuồng say đắm vẹt tinh cương và chuột Hà Lan. Chấm than chấm than, tốc độ có mới nới cũ của ông chủ nhà hắn không phải hơi nhanh rồi sao? Đây là muốn nuôi đủ 12 con giáp sao, nhưng mà, những con khác thì không nói, rồng phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ dùng cá ngựa hay rắn biển thay vào, thật là đáng sợ mau ngừng tưởng tượng thôi. Vì lẽ đó mà vị tiểu đệ N cứ xoắn suýt như vậy mà ôm mèo tiểu đệ truyền tin ra đi. Để lại trong biệt thự là Lâm U, Tiểu Linh miêu khuôn mẫu của cuồng phách duệ tiểu gia và chủ nhân mắt mù nhà cậu đang thì thầm qua tai. Chật, chủ nhân mắt mù, nếu biết đồ ở đâu rồi, vậy thì nhanh nhanh phái người đi trộm A, ngày mai là gặp mặt rồi ha bọn họ muốn ép chúng ta đi vào khuôn khổ không quản bọn họ dẫn theo bao nhiêu người ra vẻ một vuốt của tiểu gia ta xoẹt qua đảm bảo hủy dung tất cả bọn chúng Meo meo, đến lúc đó không có gì dựa vào còn diễn thế nào được nữa đùa chết bọn họ mục viêm khiếu hơi nhức đầu dây dây huyệt thái dương hôm nay hắn đã nhiều lần nhường nhịn lâm lâm nhà mình chuyện đổi giọng nhưng cái giọng điệu này thật sự là mới nghe thôi cũng làm hắn ngứa tay mà đặc biệt thiếu đánh mà, được rồi, xế chiều tao sẽ kêu mục tứ dẫn người đi xem thử, nhưng độ phòng vệ nghiêm ngặt của Trần Gia mặc dù không bằng trịnh gia, nhưng cũng không kém nhiều đâu, bảo an đầy đủ, đoán chừng không dễ trộm đâu. Mục viêm khiếu nói tới đây dừng một chút, sau đó hai mắt của vua mèo lâm u sáng ngời, bật cười hắc 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 hắc, mống vuốt vung lên đặc biệt có phong phạm mà nói, lo lắng cái rắm Có vua muôn loài tiểu gia hiệu lệnh chăm họ ở đây, còn sợ mở không được tủ áo của Trần Gia sao? Há há há, mục đại thiếu co rút khóe miệng, có chút câm nín mà nói, theo tao được biết, Trần Lão Tam đặc biệt thích nuôi chó, chó càng giữ ông ấy càng thích, vì thế, vua mèo, lâm lâm nghiêm túc ngồi thẳng người, mẹ nó, chẳng lẽ xế chiều này cậu sẽ gặp gỡ thiên địch rồi diễn ra đại chiến chó mèo thực thụ meo meo, là một con vua mèo, cậu tuyệt đối không thể lại vết nhơ thua một con chó khi còn sống được, ồ, cậu cần đàn em và chiến hữu. Chương 46 Sở dĩ Mục Viêm Khiếu nói cho bảo bối lâm lâm nhà mình chuyện Trần Du Hạc có nuôi chó, ý định ban đầu là muốn cho con mèo bự này hiểu, mặc dù bản thân nó rất trâu bò, nhưng so với bác dê đức, husky kéo xe hay chó chăn cù cỡ lớn lớn mà nói thì Linh Miêu vẫn rất nhỏ bé, nên tự lượng sức mình. Huống chi, Linh Miêu khi lớn lên mặc dù tương đối hung mãnh, nhưng bây giờ thân thể của lâm lâm nhà hắn mới hơn 6 tháng, so với con mèo bình thường chỉ lớn hơn một vòng mà thôi. Nhưng làm cho mục đại thiếu nhịn không được phải co rút khóe miệng chính là, vua mèo linh miêu nhà hắn hoàn toàn không có một chút ý thức biết khó mà lui. Ngược lại khi hắn vừa nói đứt lời, mèo nọ trực tiếp yêu cầu mục tam đem cho nó cái điện thoại di động được đặt riêng theo kích cỡ thú cưng cho nó gọi điện thoại. Nội dung cơ bản như sau, người anh em, tiểu gia muốn đi lăng nhục một đám chó ngu, đi cùng không? Ai nha mèo ra ra tao đây đã sớm không vừa mất tất cả chó ngu trên đời rồi, chuyện vui vẻ như vậy sao mèo ra ra tao đây lại có thể không tham gia vào? Mày chờ đi, tao còn vài đàn em nữa, tao bắt bọn chúng cùng tới luôn. Vậy được a à, đúng 6 giờ chiều ở đường XXX biệt thự XX tập hợp góc sân phía đông bắc, không gặp không về a à. Yên tâm, vì thế sắc mặt mục đại thiếu đặc biệt câm lặng mang theo vài phần u buồn, thú cưng nhà hắn rất có tinh thần mạo hiểm và dũng khí không biết sợ là gì, luôn khiến hắn phải bận tâm, đây không phải chuyện có thể khiến người ta vui mừng. Lâm U tiểu ra cúp điện thoại, đồng hồ đang chỉ 2 giờ chiều, thời gian tiếp theo cậu bắt đầu làm đủ loại chuyện không yên tĩnh nếu không phải lay mục tam đi lấy máy nghe trộm thì chính là đi cùng mục ngũ làm một trận thượng càng chân hà càng tay nói chung ba giờ còn lại vua mèo lâm u đem bốn chữ không thể chờ đợi phô bày ra phải gọi là vô cùng nhuẩn nhuyễn làm mục viêm khiếu thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp sách cổ mũ linh miêu lên mà trách móc đúng 5 giờ tiếng chuông đồng hồ vang lên lâm u trực tiếp nhảy phốc một cái vào lòng chủ nhân mắt mù nhà mình nói chủ nhân mắt mù 5 giờ rồi 5 giờ rồi chúng ta đi tìm kho báu trong tủ quần áo đi người ta rất là mong chờ đó nha mục viêm khiếu so với cái giọng giả gái uốn éo này hắn cảm thấy có thể chấp nhận giọng tổng tài khốc phách duệ hơn còn nữa đi một chuyến tới bệnh viện đón sáu tiểu đệ và mấy con chuột làm thuê đi luôn bọn họ có thể phát huy tác dụng nga đổi lại tiếng người cuối cùng mục viêm khiếu vẫn chịu không được đừng mà đừng mà chủ nhân không thương người ta nữa sao cách mục đại thiếu sôi máu bẻ gãy cái thìa bạc trong tay sau đó mục ngũ nhanh chóng đi lên đổi lại thanh âm cho cái máy tôi nói dù sao đó cũng là bạc anh tốt xấu gì cũng nên chú ý một chút được không phí phạm như vậy ông nội anh có biết không lần này rốt cuộc thanh âm cũng bình thường rồi nhưng mà giọng nói và nội dung có chút kỳ lạ mục viêm khiếu hừ lạnh một tiếng ông nội tao có biết cũng không nói gì ngược lại sẽ cho tao thêm mười mấy bộ thìa bạc nữa để tao bẻ chơi mày biết không vua mèo lâm u mẹ nó đẳng cấp nhà giàu đại gian đại ác mà sau đó mục đại boss liền mang theo thú cưng lâm lâm nhà mình đi đến khu nhà cao cấp Trần Gia, dĩ nhiên trên đường còn đặc biệt vòng qua bệnh viện quý tộc cấp cáo đón 6 con mèo và 5 con chuột đi, để lại 5 con chuột ở lại theo dõi bà Trần và Trần Du Hạc, phòng ngừa có tin tức quan trọng gì lộ ra. Mèo mèo ngao ngao, mèo mèo, ô ô, mèo mèo chi 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 mấy con vật lần đầu tiên được ngồi phương tiện giao thông đồ sộ như thế trong lúc nhất thời có hơi hưng phấn và kích động ân đương nhiên trừ mấy đứa hưng phấn còn có đứa không thích ứng nổi một con mèo choai choai có bộ lông trắng pha lẫn chút đen vì bị say xe nên vừa lên là đã ngã xuống đất ngất đi cặp mắt mở to nhìn chằm chằm còn thở hổn hển không đứng dậy được đối với chuyện này vua mèo lâm u vươn móng vuốt cường tráng của mình ra sờ sờ cái đầu đốm tỏ vẻ an ủi 5 giờ 50 phút chiều, Mục Đại Thiếu và Mục Nhất, Mục Ngũ ngồi trong xe dựa vào máy nghe trộm theo dõi đồng tĩnh trong biệt thự nhà họ Trần. Mà vua mèo lâm u thì trực tiếp dẫn đám đàn em và tiểu đệ tạm thời theo vách tường chạy vào sân biệt thự Trần ra nhanh như chớp. Chật chật, biệt thự Trần ra cũng không tệ nha, mới nhìn cũng thấy rất lớn rồi. Vua mèo lâm u ngẩng đầu nhìn biệt thự, nhịn không được cảm thán một tiếng. Hòn non bộ có nước chảy, còn có vườn cây cảnh được cắt tỉa chỉnh tề, phong cách kiến trúc châu Âu phô bày ra vẻ cao quý của nó, từ xa nhìn vào cửa, khoảng sân nhỏ bên trong có vệ sĩ đi tới đi lui, người giúp việc và nhân viên dọn dẹp thần sắc căng thẳng. Lâm lâm, mày có thể nghe thấy tao nói gì không, bỗng nhiên, giọng của mục viêm khiếu thong thả vang lên bên tai, cái rúm lông ngu ngốc trên tai lâm u chịu không được giật giật, cọ qua cọ lại, sau đó đem tai nghe cỡ nhỏ đẩy đẩy ra. Thính giác động vật rất nhạy cảm đó được không, âm thanh lớn tới điếc tai luôn rồi. Lâm lâm, nghe thấy nghe thấy, nói nhỏ một tí, làm sao vậy? Áp sát góc tường phía đông bắc tụ hợp cùng gia phỉ, có ba vệ sĩ vừa đi tới chỗ tụi mày. Vua mèo lâm u nhanh chóng quay đầu, quả nhiên thấy xa xa phía đối diện có vệ sĩ mang theo súng và côn cảnh sát vừa nói vừa cười. Mèo mèo ô, nhanh đi theo tao, có người đến, mèo mèo ngao. Chi chi chi, trong bụi cỏ truyền ra tiếng vang rất nhỏ, lúc ba vệ sĩ đi tới, chỉ thấy bóng một con mèo trắng. A, à, hình như vừa rồi tôi thấy một con mèo trắng, vệ sĩ A nghi ngờ nói với người bạn bên cạnh. Mắt cậu bị gì hả, đừng nói tới mèo hoang phạm vi xung quanh đây đều bị bắt ném đi, coi như thật sự có một con mèo hoang xông vào, trong sân này cũng còn ba con chó lớn. Cậu thấy cái con bé dê kia không, chật chật cái bộ dáng kia của nó, tôi mới nhìn thôi ruột gan đã kinh hãi rồi vệ sĩ b nhìn vệ sĩ a khinh bỉ đừng nghi thần nghi quỷ nữa anh đây nói cho cậu biết a công việc ở chỗ này đúng là quá khó khăn tiền lương cao đãi ngộ tốt thì không nói mấu chốt nhất chính là nơi đây là nhà họ trần a trần gia là một trong 10 đại gia tộc ở thành phố a có ai lại không có mắt tới trần gia gây chuyện như vậy vệ sĩ a nghe vậy ngẫm lại cũng cảm thấy quả thật đúng như thế chợt phát hiện vệ sĩ c vẫn không mở miệng phát biểu ý kiến dùng cùi trỏ thọt hắn mày cảm thấy thế nào Vệ sĩ C nhíu mày, cái con bé dê kia không phải là chó ngoan, Rottweiler cũng không tệ lắm. Vệ sĩ A, B, hỏi một đằng trả lời một nẻo như cậu, làm sao chúng ta còn có thể làm việc vui vẻ với nhau được chứ? Ngay lúc đó, mấy con chó nhốt trong chuồng ở góc Tây Nam bỗng nhiên sủa to, lập tức không chỉ bao gồm ba vệ sĩ vừa rồi, mà tất cả các nhân viên bảo an cũng tăng cường cảnh giác. Chó đang sủa, chẳng lẽ có ai đó đột nhập mà bây giờ, tại góc sân phía đông bắc vua mèo và mèo đại gia đã hội họp cho bọn tiểu đệ làm quen với nhau. Lâm U mang theo 6 đàn em mèo, mà gia phỉ mặc dù chỉ dẫn theo có 3 đứa, cho dù Lâm U là kẻ nhà quê không am hiểu giống mèo các loại, cũng có thể nhận ra ba đứa đàn em này tuyệt đối là giống thuần trùng có giá trị không nhỏ. Mèo mèo ngao, không ngờ mày cũng có thể thu đàn em nha, nói nhảm không biết tao là ai sao lâm u linh miêu vua mèo liếc mắt chuyện xưa để sau rồi hẳn nói bây giờ chúng ta phân công một chút nói trước nếu như chuyện này thành công tối nay mở tiệc linh đình cho tụi bây ăn ói ra mới thôi trong lúc nhất thời mấy đứa đi theo lâm u có chút ngu ngơ ăn tới ói Hình như rất cao cấp đó, nhưng mà đối với mèo mập gia phỉ và chúng tiểu đệ quý tộc của nó mà nói, cái chuyện này không hấp dẫn tí nào, mỗ mèo mập ta thật sự đã từng ăn quá no đến ói rồi đây, đoạn lịch sử đen tối đó tuyệt đối không thể đem ra nói tới. Mèo mèo, vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi, lâm u hắng giọng một cái, gia phỉ mày dắt theo tiểu đệ của mình đi khiêu khích ba con chó kia, tốt nhất là khiến cho chúng nó đuổi theo tụi mày, làm cho bọn chúng không có thời gian mà chú ý đến tình hình trong nhà. Ban điểm và đại bạch năm người tụi bay đi chợ giúp gia phỉ, thuận tiện ở đây chi viện cho tao, chỉ cần thấy tao đi ra, tụi bay nhất định phải yểm trợ tao rời đi. Còn lục thử, thất thử năm người tụi bay, cùng đi theo tao, chúng ta đi làm việc lớn. Mèo 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 mèo, chờ một chút, mấy đứa khác tao không nói, nhưng còn tao. Tại sao không cho tao theo mày làm chuyện lớn, gia phỉ duỗi móng vuốt về phía lâm u, nhìn qua như là muốn ngăn cản người khác bỏ đi lâm u tiểu linh miêu ra ra nghe vậy dùng một vẻ mặt vừa tế nhị vừa mang chút thương hại nhìn mèo mập gia phỉ nói vì mày quá mập gia phỉ mèo mập ra ra mẹ nó mèo ra ra tao muốn xù lông mẹ nó đây là mày đang kỳ thị trắng trợn mày cho là mày tốt hơn ra ra tao ở chỗ nào chứ có tư cách gì mà bảo ông mập cuối cùng của cuối cùng gia phỉ vẫn chừng mắt tức giận nhìn lâm u tiểu ra rời đi sau đó quyết định đem một bụng phẫn nộ này chút lên đầu đám thiên địch vì thế có thể dễ dàng hiểu được tại sao ba con chó đang an ổn bỗng nhiên lại sủa ầm lên như vậy ô gâu 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 con mèo không biết sống chết nào dám đi vào địa bàn của bố không muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình nữa phải không không muốn chết thì nhanh nhanh ra đây cho bố xem tao làm sao một phát cắn chết mày gâu 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 bác dê cậu không nên kích động sau khi ra khỏi trường đấu chó ngầm cậu không phải đã hứa sẽ không nổi điên nữa sao cái bộ dáng la lối om sòm bây giờ là sao đây Ngao ô gâu 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 gâu, co ly ông đừng khuyên tôi nữa. Máu tôi đang sôi lên rồi đây, nhất định tôi phải mạnh tay cắn chết mấy con mèo kia. Còn nữa, chó mèo không phải là kẻ thù của nhau sao? Cùng nhau giống đi, chó co ly ba năm tuổi, gâu. Miệng còn hôi sữa không thèm động não, mấy đứa như cậu tôi đây đã thấy nhiều rồi, con bé dê ngu xuẩn nhất là cậu. Không thấy tụi mình đang bị buộc sao, người anh em, cậu bị điên như thế anh chị em nhà cậu có biết không? con Rottweiler từ đầu đến cuối không hề lên tiếng giật giật lỗ tai của mình ngẩng đầu nhìn mấy con mèo nhỏ đang gây hấn cách đó không xa bất động một lúc rồi từ từ nằm xuống cúi đầu lên hai tay không nói một lời nằm xem náo nhiệt gâu lão đại anh không nói tiếng nào cũng không có thái độ gì chỉ xem náo nhiệt thôi sao Rottweiler 7 tuổi ô oh, gâu không có gì không có gì tuổi trẻ mà trung quy cũng có những việc cần trải qua trong đời như là đấu một trận giành tôn nghiêm với mấy con mèo tìm tới cửa chẳng hạn Collie thừa ra buồn bực cầu nhau mấy tiếng, còn Rottweiler thì nhẹ nhàng khịt mũi mấy cái, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía biệt thự. Ô oh gâu 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 gâu, còn Rottweiler đột nhiên sủa to, thần sắc như gặp kẻ địch nhìn về cửa sổ thứ tư trên tầng ba. Mà lúc này đây, trong trong phòng thứ hai trên tầng ba, đi qua ba đường ống, trèo lên mái nhà, phá vỡ vách ngăn cuối cùng xong, lâm u tiểu ra tỏ vẻ, không biết thì thôi, biết rồi cũng phải giật mình. Cậu không phải bất ngờ vì chuyện phòng riêng của bà Trần có mấy trăm bộ đồ, mà là vì trên trái đất này hình như không có nơi nào mà mấy con chuột không thể mò tới được. Vốn dĩ cậu còn tưởng muốn đi vào cửa sổ phòng thay đồ đang đóng ít nhất cũng cần tới nửa giờ, thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn mới đúng, nhưng giờ mới qua có 10 phút, năm con chuột bự kia đã có thể tìm ra cách vào phòng thay đồ rồi. Ngước cái đầu bự của mình lên, nhìn cái lỗ nhỏ bị khoét ra trên trần nhà, lâm u, tiểu linh miêu ra ra tỏ vẻ, có lẽ từ giày về sau, cậu nên nghiêm túc cân nhắc chuyện chính thức thu nạp mấy con chuột bự này vào tổ chức. Cái loại kỹ thuật động vật châu bò không nơi nào không nhúng tay vào này hình như rất khó tìm thấy đó nha, dù sao đây cũng không phải trốn hoang dã, con tê tê gì đó và vân vân cũng không cần nghĩ tới nữa. Vài giây sau khi lâm u thả hồn trôi giặt về một phương nào đó, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa liên tiếp đặc biệt có khí thế. Ừm, nếu như đem mấy tiếng gâu gâu đó đi phiên dịch sẽ là như vậy, có trộm. Trộm a, mau bắt trộm a, mèo vào phòng thay đồ a. Còn rất nhiều chuột nữa, mau bắt chúng, anh đứng im đó thật ra là muốn ông đây ra tay sao? Được thôi, mau thả bọn tôi ra, mau mau giết chết mấy con mèo kia. Chi chi, đúng rồi đó, lũ chó phát hiện ra chúng ta rồi, điều này cho thấy gia phỉ làm việc không chu đáo, phương pháp giải quyết bây giờ chính là nhanh nhanh đi tìm chỗ cất giấu di vật của cha mẹ chủ nhân mắt mù, mau lên mau lên mau lên nào. Khẩn trương lên, miễn là thứ gì nhìn không phải quần áo thì quăng ra đây. Thế là, chỉ vì cái câu chỉ thị đối với chúng động vật mà nói thì rất là mù mờ, dẫn đến tình huống năm con chuột quăng ra đủ thứ vật phẩm từ năm tủ đồ khác nhau, bên ngoài tủ số 1 là quần tam giác và các loại nội y sexy. Ngoài tủ số 2 là các loại hộp châu báu lóng lánh. Phía ngoài tủ số 3 là vài hộp bao cao su tủ quần áo số 4 và cuối năm cuối cùng cũng bình thường được một chút, rất nhiều tiền bị quăng ra. Chính xác là mấy em tiền sinh sinh được buộc thành từng cọc. Mãi đến 10 phút sau Lâm U Tha từ tủ quần áo số 7 ra một cái túi cũ nhìn có vẻ là di vật ra, nhìn qua đống bừa bộn trên mặt đất. Nhìn sao cũng là mấy thứ đồ khiến cho người ta tưởng tượng lung tung và nôn mửa các kiểu nếu như cậu đem thói quen thích giấu đồ và tiền trong tủ quần áo của bà trần công khai ra ngoài có phải sẽ phát sinh chuyện thú vị gì hay không lâm lâm tới giờ vẫn chưa tìm được đồ sao không thấy cũng mau quay về đi có con chó dẫn theo một đám người chạy về phía biệt thự đó thanh âm lo lắng của mục viêm khiếu truyền ra qua tai nghe lâm u vội lắc lắc đầu hoàn hồn sau đó meo meo một tiếng bảo mấy con chuột nhanh chóng rút lui chờ mấy con chuột tẩu thoát qua lối đi xong vua mèo lâm u trực tiếp dùng móng vuốt xô cửa sổ ngay lúc ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào rồi tiếng chìa khóa leng keng cậu nhảy ra ngoài ừm rất tốt rất tốt đối diện có một cái cây to chắc cậu có thể nhảy qua đó co người cúi đầu đạp mạnh chân sau thời điểm cửa lớn bị mở toang bảy tám vệ sĩ một quản gia và hai bảo mẫu bị cái đống lộn xộn trên đất dọa sợ đây đây là trộm viếng thăm sao bảo mẫu nhịn không được hét lên một tiếng dù cô không phải vệ sĩ nhưng xảy ra chuyện như vậy dựa theo tính tình của phu nhân những người thấy cảnh này sẽ không còn quả ngon mà ăn không thể nào chúng tôi canh phòng nghiêm ngặt như vậy dù là bộ đội đặc trùng cũng không thể im hơi lặng tiếng mà đột nhập vệ sĩ bê sắc mặt cực kém mới vừa rồi hắn còn bảo không có người nào có gan động tới trần gia nhưng tình cảnh bây giờ quả thật đúng là tát vào mặt hắn một cái mèo đột nhiên vệ sĩ c chỉ vào cái cây to ngoài cửa sổ mà kêu lên Vệ sĩ B nghe vậy chật một tiếng, bây giờ là lúc nào rồi mà còn nhìn con mèo. Mau xem làm sao mới bắt được tên trộm kia kìa. Tôi nghĩ, chắc là hắn nói con mèo đang ngậm cái túi kìa. Sắc mặt quản gia xoắn suýt, có chút không tin nói, anh cứ xem dấu chân trên mặt đất và bệ cửa sổ đi, tôi cảm thấy cái, người, đi ăn trộm chính là, con mèo ra báo kia. Vì thế, chó canh cửa mới sủa to như vậy, ô, gâu 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 gâu. Có bản lĩnh thì quay lại đánh với tao một trận. Đồ ăn trộm, con bé dê điên cuồng dùng chân cào cào bệ cửa sổ, bất quá trả lại nó là bóng lưng tiêu sái của mèo đuôi ngắn, lâm u, linh miêu đạo tặc bay trên trời tỏ vẻ, làm như tiểu gia cũng không có đầu óc như mày vậy, hình thể bất đồng thì đấu làm sao được chứ, chờ tiểu gia tao giao đồ cho chủ nhân mắt mù xong, xem tiểu gia dẫn ra phì tới quần đấu ba con chó âm hiểm tụi bay như thế nào, chó ngu và vân vân, là thứ đáng ghét nhất. Chương 47 trong tiếng sủa vang dội của bé dê, lâm u tiểu gia ngậm cái túi thoạt nhìn rất cũ kia, đặc biệt kiêu ngạo xoay người rời đi cho dù quản gia và các vệ sĩ có dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo xuống lầu cũng không thể tìm ra một cút tung tích của mỗ mèo bự bất đắc dĩ quản gia chỉ có thể dẫn theo đám vệ sĩ đi tới bên cạnh chuồng chó gỡ sợi dây buộc ba con chó ra muốn tụi nó dẫn mình đi tìm con mèo đã cắp cái túi đi nhưng điều khiến họ phải câm nín chính là sau khi gỡ dây cho ba con chó xong ba con chó tinh nhuệ này vậy mà lại chạy như điên theo ba hướng khác nhau cái điệu bộ đó quả thực là bát mã nan truy làm cho người ta câm nín luôn đúng là ba con chó to lớn này cũng tìm được mèo nhưng một đám năm sáu con mèo kiêu ngạo đứng trên bờ tường con trắng bóc con hoa hòe và vân vân không con nào giống con nào nhưng vẫn không có con mèo nào có hai rúm lông ngốc trên tay màu lông trông như báo cả cuối cùng quản gia và bọn vệ sĩ chỉ có thể mang theo tâm trạng đưa đám không công mà lui Mặc dù quản gia không biết trong túi kia chứa cái gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy con mèo kia lật tung bảy cái tủ, không lấy tiền, không lấy châu báu, chỉ tha mỗi cái túi đó đi, cũng đủ thấy được đồ vật bên trong đó chân quý cỡ nào. Được rồi, thật ra thì dựa theo tính cách của phu nhân, hễ là đồ giấu trong tủ quần áo, đều là đồ rất quý đó. Trong tủ quần áo có đồ chơi tình thú hay tiền bạc thì cũng không có gì lạ, nhưng một cái túi cũ, nhìn thôi cũng thấy rất đặc biệt rồi ông hầu như có thể mường tượng được sau khi phu nhân trở về biết chuyện này sẽ tức giận đến cỡ nào chuẩn bị mà không tốt thì tất cả bọn họ sẽ trực tiếp bị đuổi việc đây thật là một tục lệ bi thương mà quản gia nghĩ nhưng mà cho dù quản gia vệ sĩ bảo mẫu người làm vườn ở biệt thự trần gia hôm nay có buồn bực hay mặc niệm chuyện bỗng dưng có một con mèo bự từ trên trời rơi xuống như thế nào dưới bóng cây cách biệt thự không xa bên trong chiếc xe hammer đã qua cải tạo lâm u linh miêu đạo tạc bay trên trời tiểu gia ra hoàn thành xong nhiệm vụ miệng ngậm một cái túi cũ đặt lên đùi chủ nhân mắt mù nhà mình cái rúm lông ngốc đang giật giật hay cái đuôi đang đung đưa kia cũng đều cho thấy tiểu gia bây giờ đang cực kỳ vui vẻ các đồng chí khổ cực rồi hành động của các đồng chí hôm nay rất tốt Thường mỗi người một túi khô cá cơm, đợi lát nữa đưa các người về nhà xong, nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành viên mãn rồi meo meo, vua mèo lâm u xoay người về phía năm sáu con mèo tiểu đệ đang ngồi sau xe nhìn cậu, hô hô móng vuốt khen ngợi biểu hiện xuất sắc hôm nay của bọn chúng trong việc dụ dỗ đám chó ngu ngốc. Mấy đứa đàn em nghe vậy khoái chí vẫy vẫy đuôi, cảm thấy lão đại của mình thật là tốt chẳng qua so với lâm u bên này dùng một túi khô cá cơm thưởng cho tiểu đệ hoàn thành nhiệm vụ thì đối với mèo mập gia phỉ mà nói ba đứa đàn em mà nó dẫn tới hình như có chút khó đối phó tốt xấu gì người ta cũng là mèo quý tộc mỗi ngày đều ăn tôm hùm tươi và cá ngừ một túi khô cá cơm là cái thứ gì chứ thật sự không thể nào làm bọn chúng hài lòng mấy thứ bình thường này chính tay chủ nhân đút cho chúng cũng phải xem tâm trạng chúng có muốn ăn hay không nữa đó vì thế gia phỉ gặp phải vấn đề nan giải rồi làm sao qua cửa của tiểu đệ nó đây gia phỉ bèn ngẩng cái mặt bự như ổ bánh mì của mình lên nhìn về phía lâm u tiểu gia dù nói gì đi nữa thì ông đây dẫn đàn em tới cũng là để giúp mày bây giờ không thể bình định tiểu đệ một câu cậu mạnh khỏe cũng muốn ông đây tự mình nói ra mới được sao lâm u vua mèo linh miêu sau khi tiếp nhận được ánh mắt của mèo mập gia phỉ trong lòng tỏ vẻ khinh bỉ các loại mày đó ngay cả đàn em của mình cũng không trị được không biết xấu hổ mà còn phô ra cho người ta xem như vậy còn chuyện giúp đỡ Hình như lúc đó cậu còn thấy con mèo quý tộc lông dài vì chạy trốn quá chậm mà thiếu chút nữa đã bị mấy con chó ngu xuẩn kia táp đuôi đó. Khi ấy nếu không có tiểu đệ của cậu bay ngang qua ra tay giúp đỡ, cái con mèo quý tộc lông dài kia sẽ không ở đó mà kiêu ngạo nữa đâu, sẽ khóc lóc om sòm lên rồi. Bất quá, mặc dù trong lòng của vua mèo lâm u đối với mấy con mèo quý tộc này có hơi câm nín, nhưng vì suy nghĩ cho sự ổn định của đội mèo, nên chấn an thì cứ chấn an, nên thưởng thì thưởng. Vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn không phải chuyện mà vua mèo Lâm Lâm có thể làm, ngay sau đó Lâm U quay đầu về phía ba con mèo quý tộc vẫn đang ngẩng cao đầu nói, tụi bay không muốn khô cá cơm, vậy tụi bay muốn gì cứ trực tiếp nói với tao. Về cơ bản mà nói chỉ cần không phải mấy phần thưởng ăn hại như giết chó hay một xe chuột chết và vân vân, cái gì tao cũng có thể cho tụi bay. Ba con mèo quý tộc nghe vậy tùm lại meo meo ô meo meo mấy tiếng, sau khi thảo luận xong, ngậm ngùi phát hiện ra thứ bọn chúng muốn không hề giống nhau, việc thảo luận bị hủy bỏ, tất cả đều muốn có phần thưởng của riêng mình. Meo meo ô, khô cá cơm gì đó thật sự là khẩu vị quá nặng, bổn mèo tôi thích một túi khô mực hơn, vừa có thể ăn vừa cải thiện sức nhai, quan trọng nhất là chủ nhân sẽ không phát hiện tôi ăn vụng mực nữa ghét chủ nhân không cho tôi ăn mực nhất, còn nói cái gì mà một con mèo quý tộc thì không nên ăn loại khô mực giá rẻ này, hắn không biết trước khi được hắn nuôi, tôi mỗi ngày đều trực chờ ở khu phơi ăn trộm mực sao. Lâm U câm nín, thật sự cậu đã cho rằng hàng này là một con mèo quý tộc thần trùng mỏng manh yêu ớt a. À. Loại cảm giác mọi thứ sụp đổ này là sao đây, khụ khụ. Tốt lắm, cậu muốn khô mực đúng không, để lát nữa tôi kêu đàn em đi mua cho cậu, chờ đi. Sau khi con mèo ba tư trắng tuyền phát biểu xong, liền nhảy về chỗ ngồi chờ khô mực của mình. Mà tiếp sau nó, con rác đâu tay đen thẹn thùng cào cào, nhìn thoáng qua đại bạch đang ăn khô cá cơm cách đó không xa, nhẹ nhàng nói với lâm u, meo meo ô, cái kia, có thể giới thiệu tôi với con mèo trắng vừa khôi ngô vừa uy vũ kia không? Hai chúng tôi có thể tìm hiểu nhau sâu hơn một chút, thuận tiện báo đáp ơn cứu mạng của hắn luôn, lâm u trầm mặc tôi nói này người anh em, cậu xác định đó là ân cứu mạng mà không phải là cứu đuôi sao? hơn nữa chỉ cứu cái đuôi có một chút đã nghĩ tới chuyện tìm hiểu nhau sâu hơn và vân vân cái loại lòng dạ tư mã chiêu này có thể thu liễm một chút được không còn nữa cái này không quan trọng quan trọng là nếu như tôi không nhìn nhầm thì hai người các ngươi không phải đều là giống được khỏe mạnh cả sao là được đó giới tính giống nhau làm sao có thể nói chuyện yêu đương cậu không muốn sau này có một thằng nhóc nối dõi sao có lẽ do ánh mắt lâm u quá trắng trợn còn rắc đầu chỉ cần mấy giây đã hiểu ánh mắt hắn muốn nói gì có chút bất mãn và ngạo kiểu nói meo meo ngao ngao giới tính giống nhau thì có sao anh và chủ nhân anh không phải cũng cùng giới tính đó sao anh với lão đại gia phì không phải cũng giống giới tính sao có tư cách gì mà đi nói tôi hừ lâm u nghe vậy sừng sốt sau đó trong nháy mắt đã bằng min bằng rồi tôi nói con mắt nào của cậu thấy tôi và gia phì mờ ám hả Đùa ông hà, chủ nhân mắt mù nhà tôi lạnh lùng đẹp trai bá đạo khí phách như vậy tôi còn không dụ dỗ hắn, mà lại đi mờ ám với con mèo mập da phỉ kia, làm như đầu tôi cũng chứa bã đậu như cậu vậy. Lập tức nghe răng với con rác đâu, sau khi đối phương khiếp đảm lui về sau mấy bước mới quay đầu về phía đại bạch đang ăn khô cá cơm nói, đại bạch lại đây, con rác đâu này nói muốn báo đáp ân cứu mạng của mày nè. Định bụng muốn mời mày và các bằng hữu của mày đến nhà cậu ta chơi mấy ngày, mỗi ngày đều có khô cá cơm để ăn đó nha. Đại Bạch vốn còn đang vùi đầu ăn uống hăng say, nghe được câu đó của lão đại tân nhiệm thì lập tức ngừng ngốn nga ngốn nghiến, cái đuôi hơi vung, nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt con rác đâu, meo meo. Meo meo, meo meo, meo 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 meo, nghe Đại Bạch nhà mình và rác đâu dùng ngữ khí hoàn toàn bất đồng nói chuyện với nhau, lâm u tiểu ra tỏ vẻ, quả nhiên đàn em của cậu là loại chất lượng cao cấp, nhìn qua rõ ràng là bộ dạng đẹp trai điên cuồng bá đạo khí phách, nếu như đổi thành con người mà nói, đó chính là cấp bậc anh trai mục nhất tàn khốc đó thật vất vả chị xong con rác đâu, ba đứa chỉ còn lại mình con mèo lông ngắn Anh Quốc. Hàng này cấp bậc thoạt nhìn không giống với hai đứa kia, tựa hồ ra phỉ áp chế nó cũng có chút gượng ép. Mèo mèo, không chờ lâm u mở miệng, hàng này đã trực tiếp quăng ra điều kiện của mình, mà vua mèo lâm u sau khi nghe điều kiện của nó tỏ vẻ, sau này có hành động. Cũng không mang cái con này theo nữa, một lần đi đi lại lại thôi mà cũng tốn 10 vạn đồng là muốn đi ăn cướp sao. Mặc dù cậu là một phú ông giàu có bất động sản thậm chí còn vượt qua 100 triệu, nhưng thân là một con mèo, mày muốn nhiều tiền như vậy thì có lợi ích gì chứ? Chẳng lẽ mày có thể quẹt thẻ giống như ông đây sao? Mở ba lô nhỏ của mày cho tiểu gia ngó ngó thử xem, nếu có thẻ vàng tiểu gia liền cho mày kết quả con mèo anh quốc này cũng chỉ dùng mấy giây đã hiểu được ý tứ trong mắt vua mèo lâm u đừng thấy nó không giấu đồ gì trong người nó chỉ cần hướng về phía sau bóng cây kêu mấy tiếng vua mèo lâm u liền thấy hai con mèo lông ngắn khác vui vẻ ngậm một cái bao nhỏ khoan khoái chạy tới không cần mở cái bao kia vua mèo lâm u cũng có thể đoán được trong đó nhất định có vài cái thẻ vàng mèo mèo đợi lát nữa cho mày quẹt thẻ vua mèo phô trương lâm u không khỏi hạ mình so sánh ngay cả tiếng người cũng không muốn cùng con mèo này nói chuyện chủ nhân con này tuyệt đối là một siêu cấp gian thương không thì cũng là một ông chủ siêu cấp lớn nếu không thì không thể nào nuôi nổi con mèo ham làm giàu như vậy rốt cục cũng giải quyết xong ba đàn em của gia phỉ vua mèo lâm u tỏ vẻ sau này tuyệt đối không mang theo gia phỉ đi vui đùa cùng nữa nếu gia phỉ nhất định phải tham dự sống chết gì cũng không được mang theo hai đứa rác đâu và mèo lông ngắn này trừ phi bọn chúng cái gì cũng không muốn lúc này mục viêm khiếu cũng cho mục nhất cùng mục tam kiểm tra đồ trong cái túi cũ kia làm cho người ta cảm thấy cao hứng chính là trong cái túi quả thật có đồ liên quan tới mẹ mục nhưng tính đi tính lại mà nói, cũng không thể xem là di vật được, không biết bà Trần từ lúc nào chụp được hơn 10 tấm hình của mẹ Mục, trong đó có hai tấm là ảnh chụp chung của ba Mục và mẹ Mục, 4 năm tấm là ảnh một nhà Mục Viêm Khiếu. Tuy nói Mục Viêm Khiếu không thể nào nhìn thấy mấy tấm hình này, nhưng cầm chúng trong tay rồi từ từ vuốt phẳng, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được mấy phần gia đình vui vẻ ấp áp tự trong lòng. Ngoài ra, trong túi còn mấy bức thư, hẳn là thư mẹ Mục viết cho ông bà ngoại của hắn. Đồ trong túi nhiều như vậy, không có gì quan trọng. Nhưng Mục Viêm Khiếu cũng rất hài lòng, mang theo vài phần tâm tình vui vẻ, Mục Boss ra hiệu với Mục Nhất, một nhóm mấy người mấy mèo cộng thêm 5 con chuột liền trở về nhà. Dĩ nhiên, gia phỉ và tiểu đệ của nó cộng với 6 đứa đàn em của vua mèo Lâm U đều đưa về đến nhà, nhiệm vụ lần này có thể xem là thành công viên mãn. Trong một góc xe mà Mục Viêm Khiếu nhìn không thấy, tiểu linh miêu Lâm U nhìn thứ Mục Nhất cầm trong tay, 4 năm tấm hình bị rạch cắt, đôi mắt mèo màu hổ phách ánh lên mấy phần ác liệt. Nếu như vừa rồi không phải mục nhất hành động mau lẹ, chọn lấy mấy tấm hình bị cắt này để riêng ra, chỉ sợ tâm tình của chủ nhân mắt mù nhà cậu sẽ không còn khoái trá như vậy nữa, còn có thể tức đến đau đầu nữa, cho dù là ai nhìn thấy hình cha mẹ mình bị rạch cắt ở mặt sẽ không thể nào vui được, đừng nói tới mặt em trai và mình cũng bị rạch đến biến dạng. Hận thù và ác độ cỡ nào mới có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy với một nhà chị gái của mình chứ? Nghĩ đến đây Lâm U tiểu gia dùng móng vuốt đầy thịt của mình vỗ vỗ bàn tay chủ nhân mắt mù tỏ vẻ an ủi, híp mắt nghĩ lần sau phải tới phá hoại bà Trần một chuyến nữa. Chỉ thiệt hại vài tấm hình mà nói đối với bà Trần thật không đáng nói tới, một đống phân chuột cũng sẽ không tạo thành tổn thất lớn gì, chỉ bằng chuyện bà ta rạch hình này, không dọn sạch tài sản của bà thật có lỗi với người toàn năng như cậu quá, ừm, mèo cưng mới đúng. Nhưng như vậy xem ra chủ nhân mắt mù không nhìn thấy cũng có chỗ tốt à, dùng một câu kinh điển để hình dung chính là, mắt không thấy tâm không phiền. Đồng thời, ngay lúc tiêu linh miêu lâm u và chủ nhân mắt mù nhà cậu nghênh ngang rời đi, mẹ con bà Trần tại bệnh viện quý tộc cũng nhận được tin khẩn của quản gia. Bà Trần nghe thấy tủ quần áo của mình bị lục tung tới đáy, bàn tay cầm điện thoại tức đến run rẩy không nói đến mấy thứ tiền bạc và đồ dùng khiến cho bà phải xấu hổ điều khiến bà không thể nào chấp nhận chính là món đồ ngày mai bà dùng để uy hiếp mục viêm khiếu vậy mà lại bị một con mèo cuỗm mất đây là hài quốc tế sao một con mèo lại có thể không đếm xỉa đến mười mấy bảo vệ và ba con chó săn cỡ lớn của a hạc ngay trước mắt mọi người tha đồ đạc của bà mà chạy trốn Bà Trần cực kỳ tức giận, hướng về phía quản gia chửi ầm lên một trận, thật vất vả mới phát tiết xong, bà Trần xoay người về phía con mình nói, "Không phải con đã nói ba con chó kia tất cả đều là giống thuần chủng rất hung dữ sao? Sao mà ngay cả một con mèo hoang cũng không bắt được? Mất công dùng nhiều tiền như vậy đi nuôi ba thứ phế vật. Chuyện này chờ con khỏe lại liền đem bọn chúng cho đi hay giết thịt hết đi. Trần gia chúng ta không chứa mấy thứ phế vật như vậy." trần du hạc nghe xong mấy câu đó của mẹ mình bày ra vẻ xem thường ba con chó kia là hắn dùng một khoản tiền lớn mới mua được nuôi lâu cũng có cảm tình đừng nói đem đi giết dù đưa cho bất cứ ai hắn cũng không thấy vui mẹ người cũng không chịu suy nghĩ cho kỹ cái con mèo ăn cắp kia khẳng định là do mục viêm khiếu điều khiển ngày hôm qua không phải gì cả nói với mẹ châu báu trong nhà bị chuột trộm đi sao giờ cũng là chuột với mèo mặc dù giống loài không tương tự nhưng cả hai lần đều là động vật đi trộm đồ nghĩ làm sao cũng không tránh khỏi có quan hệ hết lần này tới lần khác gây bất hòa với mẹ và gì cả tại thành phố a này trừ mục viêm khiếu ra còn có ai như vậy khẳng định là hắn không sai đâu những người khác không thể có lá gan này bà trần nghe lời của con mình song sắc mặt biến hóa lời này mặc dù có chút mò trăng dưới nước nhưng cẩn thận ngẫm lại thì quả thật có thể có chuyện như thế dù sao bằng thế lực Trịnh gia và Trần gia ở thành phố A này, người có lá gan đồng thời đắc tội cả hai bên tính ra cũng không có mấy ai. Huống chi, châu báu và đồ trang sức của chị cả bà thì không nói, nhưng cái túi cũ kia của bà chính là thứ bà tốn bao tâm sức dùng để bức bách Mục Viêm Khiếu. Vật này ngoại trừ Mục Viêm Khiếu, căn bản không có ai thèm để ý tới. Giỏi lắm đồ tiện chủng, vậy mà cũng đi làm cái chuyện trộm cắp như vậy rồi không sợ mất mặt mục gia và trương gia nữa rồi bà trần càng nói càng nóng máu lời nói ra cũng nghiến răng nghiến lợi giống như muốn ăn sống mục viêm khiếu đến nơi trần du hạc nhìn bà má nhà mình như vậy cũng im lặng nhưng so với chuyện tức giận vì bị trộm thứ khiến trần du hạc để ý hơn là biến hóa gần đây của mục viêm khiếu hắn cảm thấy người anh họ thứ hai này sau lần bị tai nạn xe liền trở nên có chút quỷ dị dựa vào cái bộ dạng thấy ai cũng ra vẻ ngươi chọc ta ta liền chém cả nhà ngươi sau khi bị tai nạn vậy mà đi trải nghiệm lần đầu nuôi vẹt nuôi một con thú cưng cứ như thuốc chữa tinh thần cũng không phải không thể nhưng con vẹt kia làm hắn nhìn thế nào cũng thấy không bình thường có lẽ mới đầu hắn không có ý thức được nhưng kể từ lần thủ hạ của anh họ cả người gọi là linh hữu kia chỉ điểm con vẹt này không bình thường hắn liền xem xét lại con vẹt kia lập tức có cảm giác không bình thường sau này lại có chuyện con vẹt kia vì cứu anh họ thứ hai của hắn mà chết anh họ của hắn bị đà kích trở nên cực kỳ tàn nhẫn bệnh tình cũng từ đó mà chuyển biến xấu mắt thấy sẽ cận kề cái chết đột nhiên lại xuất hiện một con chuột khi hắn nghe lỗ viễn nói còn chút xíu nữa là có thể nắm giữ mục viêm khiếu, lại bị một con chuột cắt ngang, suy nghĩ Trần Du Hạc trong nháy mắt thông suốt. Cảm thấy có lẽ con chuột kia chính là vẹt chuyển thế. Nhưng chuyển thế báo ân và vân vân không phải chỉ hồ ly tinh mới có sao. Con chuột này là chuyện gì xảy ra, cuối cùng con chuột cũng chết, sau đó mẹ hắn lại mang cái mặt bị mèo cào về nhà, nói cho hắn biết sau khi mục viêm khiếu mất đi con vẹt đã nuôi một con mèo rồi. Trần Du Hạc nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy, tương lai bọn họ muốn trị chết chướng ngại lớn nhất mục viêm khiếu chuẩn bị không tốt không phải đối phó với năm người mục nhất đến mục ngũ này mà lại là một thứ sẽ biến thành các loại động vật, một con quỷ sao? Tôi nói cái này thật không khoa học, đây chẳng lẽ không phải là thế giới bình thường sao? Quỷ yêu ma và vân vân không nên tồn tại ở thế giới này mới đúng à? trong lúc trần du hạc nghĩ như vậy bầu trời phía trên bệnh viện nổi lên một trận cuồng phong trên không trung mà mọi người không nhìn tới một con kim sĩ đại bàng có đuôi cá màu vàng trở trên lưng một đống đồ vật lắc lắc cái đuôi bay đi cực kỳ nhanh a à hạc a à hạc con đang nghĩ gì vậy sao lại sững sờ rồi khuya hôm nay chúng ta thu thập một chút đến nhà gì cả con đi thương lượng chuyện ngày mai phải làm sao một chút tuy nói đồ đã bị hắn cầm đi nhưng dù nói thế nào ngày mai chúng ta cũng phải đem những thứ mà tiểu tiện chủng mục viêm khiếu kia đã đoạt của hai nhà chúng ta đòi lại anh họ cả của con có nhiều cách nhất khẳng định nó sẽ nghĩ ra một phương pháp tốt trần du hạc bị mẹ mình nói cho hồi hồn gật đầu lung tung trong lòng suy nghĩ nếu như lần này phương pháp xử lý của anh họ vì động vật mà không có hiệu quả vậy hắn nhất định sẽ đi ngũ đài sơn núi võ đang tìm một vị cao tăng đắc đạo tới đây thu phục con yêu ma quỷ quái đang ở cạnh giúp đỡ mục viêm khiếu nhưng mà trên căn bản loại chuyện này không thể phát sinh sao Chương 48 lời của Trịnh Du Hổ làm Mục Viêm Khiếu không nhịn được khẽ cau mày, hắn có một dự cảm không tốt lắm, đem văn kiện kia giao cho Mục Nhị, Mục Nhị thần sắc trịnh trọng mở văn kiện ra, sau mấy phút sắc mặt biến hóa. Lâm U Tiểu Gia ngẩng đầu, nhìn Mục Nhị cúi đầu nói với Mục Viêm Khiếu mấy câu, sau đó khí thế quanh thân Mục Viêm Khiếu biến đổi, cặp mắt sâu thẳm kia thẳng tắp bắn về phía Trịnh Du Hổ. Anh động đến Viêm Minh, có biết sẽ có hậu quả gì không? mặc dù mục viêm khiếu và trịnh du hổ chỉ ngầm ra ước định không tổn thương người thân nhưng đây là chuyện song phương cam chịu vừa rồi mục nhị nói cho mục viêm khiếu biết là trịnh du hổ động tay động chân với mục viêm minh ở thành phố b thế cho nên hắn mới lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trịnh du hổ nghe mục viêm khiếu nói sắc mặt trầm xuống bất quá cuối cùng vẫn là ung dung cười cười hai người chúng ta có làm giao ước chính thức nào chưa nguyên vốn là đối thủ tranh giành anh chết tôi sống có chuyện gì mà không thể làm chứ mục viêm khiếu nghe vậy hồi lâu vẫn không mở miệng sau đó bỗng nhiên lại nở nụ cười anh đã nói như vậy thế thì chúng ta không còn gì phải do dự nữa dựa vào bản lãnh sống chết do mạng giàu sang ở trời sau này đừng trách sao tôi không nói đến tình cảm nói như thế nào cũng là do các anh ra tay trước trong phòng ăn bà trần và trần du hạc đối với cuộc đối thoại của mục viêm khiếu cùng trịnh du hổ có hơi mờ mịt bất quá chuyện này không cần hiểu cũng được bây giờ nên xem ai hơn ai một bậc kìa Bà Trần cười một tiếng chế nhạo nói, mày còn có mặt mũi đi nói chuyện tình cảm sao? Mày trộm châu báu của gì cả mình rồi còn đồ đạc của tao nữa, còn nói đến tình cảm sao? Nực cười, chúng ta đã sớm không còn tình cảm gì rồi. Một câu thôi, sản nghiệp mà mày đã đoạt của tụi tao, mày có trả lại hay không? Không trả thì đừng trách sao tụi tao không khách khí. Mục Viêm Khiếu cười lạnh một tiếng đứng lên, cho dù tôi có trả lại cho các người những thứ vốn là thuộc về tôi đi nữa, tôi cũng không tin các người thật sự có lòng nhân từ cao cả mà thu tay không đối phó với tôi. Vậy nên vẫn là thôi đi, muốn chó giữ không cắn người, cho nó một miếng thịt thôi vẫn chưa đủ đâu, thủ đoạn và phương pháp tốt nhất vẫn là giết hết không còn một mống mới được. Nói xong lời này, Mục Viêm Khiếu liền đứng dậy rời đi, để lại cho bốn người Trịnh Du hổ một bóng lưng lạnh lùng. Trịnh Du Hổ hoàn toàn không ngờ được cho dù có động đến mục viêm minh cũng không thể làm mục viêm khiếu thối lui, ngược lại còn phá vỡ một tia băn khoăn cuối cùng của hắn, nhìn bộ dạng lúc sắp rời đi của người kia, sợ rằng cuộc sống sau này của bản thân sẽ có phiền toái lớn rồi đây. Chật tôi cũng không tin cậu chưa dùng đến bản lĩnh thật sự, vẫn luôn nể tình đâu. Nếu cậu thật sự có bản lãnh như thế, sao lại thành ra tình trạng cái gì cũng không nhìn thấy như bây giờ? Trịnh Du Hổ lạnh lùng mở miệng, đầy vẻ dữ tợn, ra khỏi nhà hàng đặc biệt Neview, Mục Viêm khiếu bảo Mục Nhất trực tiếp lái xe đến sân bay, hắn muốn dùng tốc độ và thời gian nhanh nhất bay đến thành phố B bởi vì căn cứ theo một phần văn kiện mà trịnh du hổ mới vừa đưa ra kia tình huống bây giờ của viêm minh cực kỳ bất ổn chuyện không ổn này không phải nói thân thể của em hắn có vấn đề mà là chuyện em hắn gặp phải nếu như một bước lựa chọn sai lầm sẽ trực tiếp làm công ty ở thành phố b tổn thất nguồn lợi nhuận lớn đến vài tỷ mà tổn thất này càng về sau sẽ càng trở nên nghiêm trọng cuối cùng không thể nào giải quyết được so với chuyện công ty sau này sẽ thành ra bộ dạng gì, điều khiến mục viêm khiếu lo lắng hơn chính là một khi mục viêm minh lựa chọn sai lầm, cho dù hắn chỉ là con nhà giàu, nhưng là một người có lương tâm, là một hình mẫu con nhà giàu có tự tôn, mục viêm minh trong tương lai 5 năm sau, cũng không gượng dậy nổi, nếu tố chất tâm lý kém một chút mà nói, có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không còn tự tin tham dự vào chuyện có liên quan đến công ty nữa. Chuyện này đối với mục gia mà nói, tuyệt đối là đà kích không nhỏ. Mà đối với bản thân mục viêm minh cũng là như thế, meo meo. Không cần lo lắng, kỳ thực tôi nói mặc dù em trai nhà anh có hơi ngốc, có hơi vô tâm, còn có chút vụng về, nhưng khẳng định biết đâu nặng đâu nhẹ, cũng biết lắng nghe ý kiến người khác, sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Tiểu Linh miêu lâm u cuộn tròn trong lòng chủ nhân mắt mù nhà cậu, dùng cái chân nhỏ vỗ vỗ cánh tay căng thẳng kia tỏ vẻ an ủi. Mục viêm khiếu được thú cưng nhà mình an ủi một chốc, sắc mặt vẫn căng thẳng từ lúc ra khỏi khách sạn cuối cùng cũng dịu lại vuốt qua vuốt lại bộ lông mềm mại của lâm lâm mục viêm khiếu cũng cảm thấy em trai đáng lo nhà mình có lẽ sẽ không làm cho hắn nóng ruột như trong tưởng tượng sau khi đi thành phố b có lẽ tao sẽ bận nhiều việc có thể không chiếu cố mày cho tốt đến lúc đó tao sẽ bảo viêm minh đi theo mày bất kể mày muốn đi đến đâu muốn làm gì hay chơi gì nó cũng sẽ theo mày vì thế phải chú ý an toàn không nên tự mình động kinh đi tìm đường chết biết chưa lâm u tiểu gia nghe vậy nhất thời nổi giận vươn móng vuốt ra cào chủ nhân mắt mù nhà cậu một cái có anh mới đi tìm đường chết mỗi ngày anh đều đi tìm đường chết nếu không có tiểu gia tôi đây anh không biết đã gặp phải bao nhiêu khó khăn rồi đụng mạnh chút nữa là chết rồi có biết không mục viêm khiếu nghe vậy giật khóe miệng khẽ liếc mắt lười tranh cãi cùng tiểu ngu ngốc này thật ra hắn rất muốn ha ha một tiếng nhưng sợ thú cưng nhà mình phát cuồng nên vẫn là thôi đi mọi người đến sân bay mục nhất cùng mục nhị đi thăm dò chuyến bay đúng lúc thấy có chuyến bay nửa giờ sau sẽ cất cánh đi thành phố b cứ như vậy bọn họ không phải quay về nhà đi bằng trực thăng nữa mà trong nửa giờ này mục viêm khiếu gọi điện thoại cho em trai mình mục viêm minh trong điện thoại đã cố giữ cho giọng vui vẻ còn tỏ ra mọi chuyện vẫn rất thuận lợi nhưng Mục Viêm Khiếu hiểu rất rõ đứa em trai phiền phức nhà mình, ngay từ câu đầu tiên, Mục Viêm Khiếu đã biết cảm xúc Mục Viêm Minh có điều bất thường, liền xác định có chuyện đã xảy ra chuyện ở thành phố B. Ha ha, anh hai, anh ở bên đó nhớ chú ý sức khỏe a. À? Dù nói như thế nào, ông ở Mục gia vẫn phải dựa vào anh. Mặc dù em đây nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng chỉ cần không xảy ra rắc rồi gì lớn là em đã cảm ơn trời đất rồi. Mục viêm khiếu nhướng mày muốn nói gì đó, bỗng nhiên bên cạnh lại chìa ra một cái chân nhỏ mập mập, đặt lên di động trực tiếp gào lên, chú ý sức khỏe em gái Mia. Cái đứa phiền phức như cậu làm cho tiểu ra đây sôi cả người. Nhìn xem tôi có quất chết cậu hay không, đừng tưởng rằng anh của cậu dễ nói chuyện thì tôi cũng dễ như vậy, luôn chiều con nít sẽ làm cho chúng nó trở nên hư hỏng không biết sao. Một đứa trẻ ngoan là phải đánh mới được. Mục viêm minh nghe thấy trong điện thoại có mấy tiếng mèo kêu meo meo, nhưng trọng điểm là kèm theo mấy tiếng meo meo này là giọng nói của một người đàn ông mục viêm minh có thể khẳng định hắn tuyệt đối chưa từng nghe qua cái thanh âm này nhưng cái giọng nói đặc biệt quen thuộc lại gợi đòn này là sao đây chấm than sao lại có cảm giác rất quen thuộc với cái người đang nói chuyện này vậy chấm than đây nhất định là ảo giác người có thể ở bên cạnh anh hai của hắn trung khí mười phần mắng người của ảnh còn chưa ra đời đâu dù sao anh hai của hắn mặc dù luôn dùng biện pháp khác nhau để trừng trị hắn dùng từ ngữ kích thích hắn dùng các loại đe dọa làm hắn sợ hãi nhưng người anh trai này luôn bao che khuyết điểm nếu có người cũng đối xử với hắn như anh hai thì người đó không phải chị dâu cũng là ông của hắn chấm than chấm than vì vậy người đàn ông này là sao đây nhất thời thẫn thờ không đợi hắn mở miệng hỏi thăm đó là ai bên kia điện thoại liền trực tiếp dập máy cho nên em nhỏ mục gia chỉ có thể dùng vẻ mặt xoắn suýt nhìn điện thoại mà ra sức động não cuối cùng mặt hắn bỗng nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ giống lên một tiếng a tôi nói không lẽ người kia chính là chị dâu tương lai của tôi sao? Chấm than, từ lúc nào mà anh mình không thích nữ lại chạy đi tìm đàn ông rồi? Chấm than, thảo nào đến tận bây giờ anh ấy vẫn sống chết không chịu kết hôn, thì ra nguyên nhân cuối cùng là do giới tính không đúng. Ừm, nói đi cũng phải nói lại, nghe tiếng hình như người đàn ông kia ăn ở với con tiểu linh miêu hung tàn kia rất tốt. Chật chật, đây đúng là kỳ tích mà. Mục viêm minh nghĩ đi nghĩ lại nhìn không được bật cười, mà mục cửu đứng bên cạnh hắn lúc này dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nhị thiếu trọng điểm không phải nửa giờ nữa ông chủ sẽ tới đây sao lúc trước chúng ta ra bốn quyết định có đến hai cái là sai lầm anh cảm thấy ông chủ đến rồi sẽ xử lý chúng ta như thế nào đây mục viêm minh nhất thời một chữ cũng không thốt ra được vẻ mặt còn mang nét cười thoáng cái cứng đờ cuối cùng khóc không ra nước mắt nói tiểu cửu anh không thể nói chút chuyện tốt cho tôi nghe được sao anh chê tôi mấy ngày qua còn chưa đủ thảm đúng không chấm than ngoặc kép, Mục Cửu liếc mắt đặc biệt không nể mặt, nghị Thiếu, anh phải tin rằng, những ngày qua, anh có thảm nhiều thế nào, tôi so với anh còn thảm hơn gấp 10 lần." Mục Viêm Minh hướng về phía Mục Cửu tốn hơi thừa lời, người sau thần sắc không thay đổi, "Tôi cảm thấy vì sự thất bại trong công việc lần này, tương lai của tôi trong 20 năm tới sẽ không được phát lương rồi, đến lúc đó muốn tìm tiểu thập tụ tập cũng không được, phòng trừng trong tất cả mọi người tôi là thảm nhất rồi." Mục Viêm Minh nghe nói như thế rốt cục có cơ hội phản bác đặc biệt nghiêm túc nói anh sai rồi thảm nhất không phải anh mà là mục thất chết không toàn thây mới đúng vừa nói vừa vỗ vỗ bà vai mục cửu được rồi được rồi anh vẫn là nên cùng tôi nghĩ cách làm sao đối mặt với anh hai đi ít nhất cũng phải đảm bảo sau khi gặp anh hai rồi vẫn có thể sống tốt về phần những cái khác đến lúc đó rồi tính sau trong nháy mắt phòng làm việc trở nên âm u mục viêm minh cùng mục cửu lôi tất cả văn kiện ra lục lọi kiểm tra đối chiếu một lần làm cú giấy chết cuối cùng sản nghiệp mục gia ở thành phố b trong quá trình mở rộng gần đây gặp phải chút khó khăn mà các nhân viên làm việc cho nhà họ mục cũng cảm nhận thấy sự bất thường đó hình như không biết từ lúc nào cho dù bọn họ có cố gắng làm việc đến đâu cũng cảm thấy không bình thường đến lúc nhìn thấy thành tích cuối tháng lại càng cảm thấy không bình thường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hình như công ty đang gặp khó khăn chấm than trong lúc các nhân viên bàn luận xôn xao thảo luận xem rốt cuộc là nguyên nhân gì đã dẫn đến cục diện bế tắc như bây giờ có nhân viên bỗng nhiên phát tán một tấm hình, đó là tổng tài nhà họ mục mà tất cả bọn họ đều biết đến, là đại boss trong giới thương mại. Trong tấm ảnh, dáng người nọ nghiêm túc và trang trọng, mục nhất và mục nhị đi theo trước sau như một sắc mặt nghiêm trọng. Dù nhìn như thế nào đi nữa, đây đều là một tấm hình đặc biệt có phong cách, từ góc độ nào cũng cho thấy hình tượng ông chủ vô cùng to lớn. Nhưng có một điểm không được hoàn mỹ, có thể nói là, điểm không đồng bộ chính là ông chủ lớn của bọn họ trong ngực còn ôm theo một con mèo, dù cho con mèo kia nhìn đặc biệt dễ thương đi chăng nữa, nhưng cái bộ dạng nằm bò trên bả vai ông chủ, tai và đầu ngẩng cao kia, thật giống như nhân vật lợi hại nhất trong tấm ảnh không phải là mục boss, mà chính là nó. Mục boss bất ngờ xuất hiện tại thành phố B, chúng ta rốt cục thoát khỏi tình trạng nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân gây nên đình trệ rồi. Chấm than chấm than, nhưng mà, con mèo kia chẳng lẽ chính là linh vật trong truyền thuyết của ông chủ ở thành phố A sao? Nhìn sao cũng là bộ dáng mất nét nha các nhân viên ở thành phố B mang theo nghi vấn này tiếp tục làm việc và chờ đợi điều sẽ xảy ra sau đó, mà trong phòng làm việc trên tầng thượng của tổng công ty Mục ra tại thành phố B, đứa con ở bên ngoài lớn lối phá phách không ai bị nổi của nhà họ Mục, giống như mắc phải bệnh cúm gà, cái cổ cúi gục xuống, chờ đợi sự giáo huấn của anh hai đang ngồi ở bàn làm việc phía đối diện. Mục viêm khiếu nghe Mục nhị tổng kết các tài liệu và nghị quyết trọng đại của tất cả sản nghiệp ở thành phố B, càng nghe sắc mặt càng kém, mãi đến khi nghe xong quyết định cuối cùng. Mục viêm khiếu chợt vỗ bàn một cái, cái tiếng vang đó to đến nỗi suýt chút nữa dọa mục viêm minh té ngồi dưới đất, bắp chân cũng run lên cầm cập. Đến tận bây giờ, em vẫn muốn nói với anh rằng mọi chuyện bên này đều rất tốt sao. Cho em 10 phút, dùng lời nói ngắn gọn thuật lại cho anh biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến em làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Mèo mèo, thật ra nếu như cậu nói không được, tôi cũng có thể nói giúp cậu một chút, nói cho cùng, vẫn là chỉ số IQ của cậu làm cho người ta phải nóng ruột à nha, két két két. Mục viêm minh mạnh mẽ trợn trừng hai mắt, nhìn con mèo biết nói kia, cuối cùng vẫn nhịn không được, đặt mông ngồi bạch xuống đất, tôi nói à. Cái con mới vừa nói chuyện, chẳng lẽ là mèo yêu sao? Mèo yêu hư hư thực thực lâm u nhìn bộ dạng của mục nhị thiếu gia, đặc biệt khinh thường xoay đầu đi, mèo yêu em gái cậu. Chỉ số ai kêu ngu ngốc làm cho người ta nổi nóng mà. chương 49, lời của trịnh du hổ làm mục viêm khiếu không nhịn được khẽ cao mày, hắn có một dự cảm không tốt lắm, đem văn kiện kia giao cho mục nhị. Mục nhị thần sắc trịnh trọng mở văn kiện ra, sau mấy phút sắc mặt biến hóa. Lâm U tiểu ra ngẩng đầu, nhìn mục nhị cúi đầu nói với mục viêm khiếu mấy câu, sau đó khí thế quanh thân mục viêm khiếu biến đổi, cặp mắt sâu thẳm kia thẳng tắp bắn về phía trịnh du hổ. Anh động đến viêm minh, có biết sẽ có hậu quả gì không? Mặc dù mục viêm khiếu và trịnh du hổ chỉ ngầm ra ước định không tổn thương người thân, nhưng đây là chuyện song phương cam chịu, vừa rồi mục nghị nói cho mục viêm khiếu biết là trịnh du hổ động tay động chân với mục viêm minh ở thành phố b thế cho nên hắn mới lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan trịnh du hổ nghe mục viêm khiếu nói sắc mặt trầm xuống bất quá cuối cùng vẫn là ung dung cười cười hai người chúng ta có làm giao ước chính thức nào chưa nguyên vốn là đối thủ tranh giành anh chết tôi sống có chuyện gì mà không thể làm chứ mục viêm khiếu nghe vậy hồi lâu vẫn không mở miệng sau đó bỗng nhiên lại nở nụ cười anh đã nói như vậy thế thì chúng ta không còn gì phải do dự nữa dựa vào bản lãnh sống chết do mạng giàu sang ở trời sau này đừng trách sao tôi không nói đến tình cảm nói như thế nào cũng là do các anh ra tay trước trong phòng ăn bà trần và trần du hạc đối với cuộc đối thoại của mục viêm khiếu cùng trịnh du hồ có hơi mờ mịt bất quá chuyện này không cần hiểu cũng được bây giờ nên xem ai hơn ai một bậc kìa bà trần cười một tiếng chế nhạo nói mày còn có mặt mũi đi nói chuyện tình cảm sao Chấm than, mày trộm châu báu của gì cả mình rồi còn đồ đạc của tao nữa, còn nói đến tình cảm sao? Nực cười, chúng ta đã sớm không còn tình cảm gì rồi. Một câu thôi, sản nghiệp mà mày đã đoạt của tụi tao, mày có trả lại hay không? Không trả thì đừng trách sao tụi tao không khách khí. Chấm than chấm than ngoặc kép, Mục Viêm khiếu cười lạnh một tiếng đứng lên, cho dù tôi có trả lại cho các người những thứ vốn là thuộc về tôi đi nữa, tôi cũng không tin các người thật sự có lòng nhân từ cao cả mà thu tay không đối phó với tôi. Vậy nên vẫn là thôi đi, muốn chó giữ không cắn người, cho nó một miếng thịt thôi vẫn chưa đủ đâu, thủ đoạn và phương pháp tốt nhất vẫn là giết hết không còn một mống mới được. Nói xong lời này, Mục Viêm Khiếu liền đứng dậy rời đi, để lại cho bốn người Trịnh Du Hổ một bóng lưng lạnh lùng. Trịnh Du Hổ hoàn toàn không ngờ được cho dù có động đến Mục Viêm Minh cũng không thể làm Mục Viêm Khiếu thối lui, ngược lại còn phá vỡ một tia băn khoăn cuối cùng của hắn, nhìn bộ dạng lúc sắp rời đi của người kia, sợ rằng cuộc sống sau này của bản thân sẽ có phiền toái lớn rồi đây. Chật, tôi cũng không tin cậu chưa dùng đến bản lĩnh thật sự, vẫn luôn nể tình đâu. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh như thế, sao lại thành ra tình trạng cái gì cũng không nhìn thấy như bây giờ. Chấm than ngoặc kép, trịnh du hồ lạnh lùng mở miệng, đầy vẻ dữ tận, ra khỏi nhà hàng đặc biệt Neville, mục viêm khiếu bảo mục nhất trực tiếp lái xe đến sân bay, hắn muốn dùng tốc độ và thời gian nhanh nhất bay đến thành phố B bởi vì căn cứ theo một phần văn kiện mà trịnh du hổ mới vừa đưa ra kia tình huống bây giờ của viêm minh cực kỳ bất ổn chuyện không ổn này không phải nói thân thể của em hắn có vấn đề mà là chuyện em hắn gặp phải nếu như một bước lựa chọn sai lầm sẽ trực tiếp làm công ty ở thành phố b tổn thất nguồn lợi nhuận lớn đến vài tỷ mà tổn thất này càng về sau sẽ càng trở nên nghiêm trọng cuối cùng không thể nào giải quyết được so với chuyện công ty sau này sẽ thành ra bộ dạng gì điều khiến mục viêm khiếu lo lắng hơn chính là một khi mục viêm minh lựa chọn sai lầm cho dù hắn chỉ là con nhà giàu, nhưng là một người có lương tâm, là một hình mẫu con nhà giàu có tự tôn, mục viêm minh trong tương lai 5 năm sau, cũng không gượng dậy nổi, nếu tố chất tâm lý kém một chút mà nói. Có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không còn tự tin tham dự vào chuyện có liên quan đến công ty nữa. Chuyện này đối với mục gia mà nói, tuyệt đối là đả kích không nhỏ. Mà đối với bản thân mục viêm minh cũng là như thế. Mèo mèo, không cần lo lắng, kỳ thực, tôi nói mặc dù em trai nhà anh có hơi ngốc, có hơi vô tâm còn có chút vụng về nhưng khẳng định biết đâu nặng đâu nhẹ cũng biết lắng nghe ý kiến người khác sẽ không có vấn đề gì lớn đâu tiểu linh mưu lâm u cuộn tròn trong lòng chủ nhân mắt mù nhà cậu dùng cái chân nhỏ vỗ vỗ cánh tay căng thẳng kia tỏ vẻ an ủi mục viêm khiếu được thú cưng nhà mình an ủi một chốc sắc mặt vẫn căng thẳng từ lúc ra khỏi khách sạn cuối cùng cũng dịu lại vuốt qua vuốt lại bộ lông mềm mại của lâm lâm mục viêm khiếu cũng cảm thấy em trai đáng lo nhà mình có lẽ sẽ không làm cho hắn nóng ruột như trong tưởng tượng sau khi đi thành phố b có lẽ tao sẽ bận nhiều việc có thể không chiếu cố mày cho tốt đến lúc đó tao sẽ bảo viêm minh đi theo mày bất kể mày muốn đi đến đâu muốn làm gì hay chơi gì nó cũng sẽ theo mày vì thế phải chú ý an toàn không nên tự mình động kinh đi tìm đường chết biết chưa lâm u tiểu ra nghe vậy nhất thời nổi giận vươn móng vuốt ra cào chủ nhân mắt mù nhà cậu một cái có anh mới đi tìm đường chết mỗi ngày anh đều đi tìm đường chết nếu không có tiểu gia tôi đây anh không biết đã gặp phải bao nhiêu khó khăn rồi đụng mạnh chút nữa là chết rồi có biết không mục viêm khiếu nghe vậy giật khóe miệng khẽ liếc mắt lười tranh cái cùng tiểu ngu ngốc này thật ra hắn rất muốn ha ha một tiếng nhưng sợ thú cưng nhà mình phát cuồng nên vẫn là thôi đi mọi người đến sân bay mục nhất cùng mục nhị đi thăm dò chuyến bay đúng lúc thấy có chuyến bay nửa giờ sau sẽ cất cánh đi thành phố b cứ như vậy bọn họ không phải quay về nhà đi bằng trực thăng nữa mà trong nửa giờ này mục viêm khiếu gọi điện thoại cho em trai mình mục viêm minh trong điện thoại đã cố giữ cho giọng vui vẻ còn tỏ ra mọi chuyện vẫn rất thuận lợi nhưng mục viêm khiếu hiểu rất rõ đứa em trai phiền phức nhà mình ngay từ câu đầu tiên mục viêm khiếu đã biết cảm xúc mục viêm minh có điều bất thường liền xác định có chuyện đã xảy ra chuyện ở thành phố b ha ha anh hai anh ở bên đó nhớ chú ý sức khỏe a à? dù nói như thế nào ông ở mục gia vẫn phải dựa vào anh. Mặc dù em đây nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhưng chỉ cần không xảy ra rắc rồi gì lớn là em đã cảm ơn trời đất rồi. Mục viêm khiếu nhướng mày muốn nói gì đó, bỗng nhiên bên cạnh lại chia ra một cái chân nhỏ mập mập, đặt lên di động trực tiếp gào lên, chú ý sức khỏe em gái Mia. Cái đứa phiền phức như cậu làm cho tiểu ra đây sôi cả người. Nhìn xem tôi có quất chết cậu hay không, đừng tưởng rằng anh của cậu dễ nói chuyện thì tôi cũng dễ như vậy, nuông chiều con nít sẽ làm cho chúng nó trở nên hư hỏng không biết sao. Một đứa trẻ ngoan là phải đánh mới được, mục viêm minh nghe thấy trong điện thoại có mấy tiếng mèo kêu meo meo, nhưng trọng điểm là kèm theo mấy tiếng meo meo này là giọng nói của một người đàn ông, mục viêm minh có thể khẳng định hắn tuyệt đối chưa từng nghe qua cái thanh âm này, nhưng cái giọng nói đặc biệt quen thuộc lại gợi đòn này là sao đây? Chấm than, sao lại có cảm giác rất quen thuộc với cái người đang nói chuyện này vậy? chấm than, đây nhất định là ảo giác, người có thể ở bên cạnh anh hai của hắn trung khí mười phần mắng người của ảnh còn chưa ra đời đâu. Dù sao anh hai của hắn mặc dù luôn dùng biện pháp khác nhau để trừng trị hắn, dùng từ ngữ kích thích hắn, dùng các loại đe dọa làm hắn sợ hãi, nhưng người anh trai này luôn bao che khuyết điểm, nếu có người cũng đối xử với hắn như anh hai, thì người đó không phải chị dâu, cũng là ông của hắn. Chấm than chấm than, vì vậy người đàn ông này là sao đây? Nhất thời thẫn thờ, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm đó là ai, bên kia điện thoại liền trực tiếp dập máy. Cho nên em nhỏ mục ra chỉ có thể dùng vẻ mặt xoắn suýt nhìn điện thoại mà ra sức động não, cuối cùng mặt hắn bỗng nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, giống lên một tiếng A. À. Tôi nói không lẽ người kia chính là chị dâu tương lai của tôi sao? Chấm than, từ lúc nào mà anh mình không thích nữ lại chạy đi tìm đàn ông rồi? Chấm than, thảo nào đến tận bây giờ anh ấy vẫn sống chết không chịu kết hôn, thì ra nguyên nhân cuối cùng là do giới tính không đúng. Ừm, nói đi cũng phải nói lại, nghe tiếng hình như người đàn ông kia ăn ở với con tiểu linh miêu hung tàn kia rất tốt. Chật chật, đây đúng là kỳ tích mà. Mục viêm minh nghĩ đi nghĩ lại nhìn không được bật cười, mà mục cửu đứng bên cạnh hắn lúc này dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, nhị thiếu, trọng điểm không phải nửa giờ nữa ông chủ sẽ tới đây sao. Lúc trước chúng ta ra bốn quyết định, có đến hai cái là sai lầm, anh cảm thấy ông chủ đến rồi sẽ xử lý chúng ta như thế nào đây? Mục viêm minh nhất thời một chữ cũng không thốt ra được, vẻ mặt còn mang nét cười thoáng cái cứng đờ, cuối cùng khóc không ra nước mắt nói tiểu cửu. Anh không thể nói chút chuyện tốt cho tôi nghe được sao? Anh chê tôi mấy ngày qua còn chưa đủ thảm đúng không? Chấm than ngoạc kép, mục cửu liếc mắt đặc biệt không nể mặt, nghị thiếu, anh phải tin rằng, những ngày qua, anh có thảm nhiều thế nào, tôi so với anh còn thảm hơn gấp 10 lần. Mục viêm minh hướng về phía mục cửu tốn hơi thừa lời, người sau thần sắc không thay đổi, tôi cảm thấy vì sự thất bại trong công việc lần này, tương lai của tôi trong 20 năm tới sẽ không được phát lương rồi, đến lúc đó muốn tìm tiểu thập tụ tập cũng không được, phòng trừng trong tất cả mọi người tôi là thảm nhất rồi. Mục viêm minh nghe nói như thế rốt cục có cơ hội phản bác, đặc biệt nghiêm túc nói, anh sai rồi, thảm nhất không phải anh mà là mục thất chết không toàn thây mới đúng. Vừa nói vừa vỗ vỗ bà vai mục cửu, được rồi được rồi, anh vẫn là nên cùng tôi nghĩ cách làm sao đối mặt với anh hai đi, ít nhất cũng phải đảm bảo sau khi gặp anh hai rồi vẫn có thể sống tốt, về phần những cái khác, đến lúc đó rồi tính sau. Trong nháy mắt phòng làm việc trở nên âm u, mục viêm minh cùng mục cửu lôi tất cả văn kiện ra, lục lọi kiểm tra đối chiếu một lần, làm cú giấy chết cuối cùng. Sản nghiệp mục ra ở thành phố B trong quá trình mở rộng gần đây gặp phải chút khó khăn, mà các nhân viên làm việc cho nhà họ mục cũng cảm nhận thấy sự bất thường đó, hình như không biết từ lúc nào, cho dù bọn họ có cố gắng làm việc đến đâu cũng cảm thấy không bình thường, đến lúc nhìn thấy thành tích cuối tháng lại càng cảm thấy không bình thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như công ty đang gặp khó khăn. Chấm than, trong lúc các nhân viên bàn luận xôn xao, thảo luận xem rốt cuộc là nguyên nhân gì đã dẫn đến cục diện bế tắc như bây giờ, có nhân viên bỗng nhiên phát tán một tấm hình, đó là tổng tài nhà họ mục mà tất cả bọn họ đều biết đến, là đại boss trong giới thương mại. Trong tấm ảnh, dáng người nó nghiêm túc và trang trọng, mục nhất và mục nhị đi theo trước sau như một sắc mặt nghiêm trọng. Dù nhìn như thế nào đi nữa, đây đều là một tấm hình đặc biệt có phong cách, từ góc độ nào cũng cho thấy hình tượng ông chủ vô cùng to lớn. Nhưng có một điểm không được hoàn mỹ, có thể nói là, điểm không đồng bộ chính là ông chủ lớn của bọn họ trong ngực còn ôm theo một con mèo, dù cho con mèo kia nhìn đặc biệt dễ thương đi chăng nữa, nhưng cái bộ dạng nằm bò trên bả vai ông chủ, tai và đầu ngẩng cao kia, thật giống như nhân vật lợi hại nhất trong tấm ảnh không phải là mục boss, mà chính là nó. Mục boss bất ngờ xuất hiện tại thành phố B, chúng ta rốt cục thoát khỏi tình trạng nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân gây nên đình trệ rồi chấm than chấm than, nhưng mà, con mèo kia chẳng lẽ chính là linh vật trong truyền thuyết của ông chủ ở thành phố A sao? Nhìn sao cũng là bộ dáng mất nết nha. Các nhân viên ở thành phố B mang theo nghi vấn này tiếp tục làm việc và chờ đợi điều sẽ xảy ra sau đó, mà trong phòng làm việc trên tầng thượng của tổng công ty mục ra tại thành phố B, đứa con ở bên ngoài lớn lối phá phách không ai bị nổi của nhà họ mục, giống như mắc phải bệnh cúm gà, cái cổ cúi gục xuống, chờ đợi sự giáo huấn của anh hai đang ngồi ở bàn làm việc phía đối diện. Mục viêm khiếu nghe mục nhị tổng kết các tài liệu và nghị quyết trọng đại của tất cả sản nghiệp ở thành phố B, càng nghe sắc mặt càng kém, mãi đến khi nghe xong quyết định cuối cùng, mục viêm khiếu chợt vỗ bàn một cái, cái tiếng vang đó to đến nỗi suýt chút nữa dọa mục viêm minh té ngồi dưới đất, bắp chân cũng run lên cầm cập. Đến tận bây giờ, em vẫn muốn nói với anh rằng mọi chuyện bên này đều rất tốt sao. Cho em 10 phút, dùng lời nói ngắn gọn thuật lại cho anh biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến em làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy. meo meo thật ra nếu như cậu nói không được, tôi cũng có thể nói giúp cậu một chút, nói cho cùng, vẫn là chỉ số IQ của cậu làm cho người ta phải nóng ruột à nha, két két két. Mục viêm minh mạnh mẽ trợn chừng hai mắt, nhìn con mèo biết nói kia, cuối cùng vẫn nhịn không được, đặt mông ngồi bạch xuống đất, tôi nói à. Cái con mới vừa nói chuyện, chẳng lẽ là mèo yêu sao? Mèo yêu hư hư thực thực lâm u nhìn bộ dạng của mục nhị thiếu gia, đặc biệt khinh thường xoay đầu đi, mèo yêu em gái cậu. Chỉ số IQ ngu ngốc làm cho người ta nổi nóng mà. Chương 50, Nhị thiếu Mục Viêm Minh bị dọa đến bị dọa đến ngồi bệt trên mặt đất, Mục Cửu bên cạnh nhìn thấy bộ dáng đó của hắn khóe miệng cứ co giật mãi. Cho dù đã sớm biết chỉ số IQ của nhị thiếu nhà hắn có thể làm người ta lo lắng, nhưng làm cho người khác lo lắng như bây giờ, hắn thật muốn đập cửa mà chạy. "Nhị thiếu, mèo, có đeo thiết bị." Mục Cửu đưa ra gợi ý hữu nghị. Mục Viêm Minh nghe Mục Cửu nói khẽ sững sờ. Thật lâu sau mới kịp phản ứng mục cửu muốn nói là con mèo kia khẳng định có mang thiết bị trợ giúp mới có thể nói chuyện. Nghĩ tới đó, mục viêm minh thở vào nhẹ nhóm, sau đó mặt trở nên đỏ bừng, phản ứng của mình vừa rồi hơi quá rồi thì phải. Khủ khủ, cái kia, dù sao thì, ừm, tự nhiên mèo lại đi nói chuyện sẽ khiến người ta giận mình mà. Tôi dám khẳng định người giận mình vì chuyện này không chỉ có mình tôi thôi đâu. Bất kể là ai thì cũng phải giận mình mấy phút, đối với hành vi tự tìm lối thoát cho mình phản ứng của mục nhất, mục nhị, mục cửu là yên lặng khinh bỉ, còn linh miêu lâm u tiểu ra thì trực tiếp trả về hai chữ. Ha ha, mục viêm minh âm thầm lý sự, mẹ nó thật muốn đem con mèo kia đi làm long hổ đấu a. À. Mệt hắn còn tưởng rằng mình vừa mới nói chuyện với chị dâu tương lai cơ đấy. Phải biết rằng một con mèo mà dám giáo huấn hắn như vậy, còn nói chỉ số IQ của hắn làm cho người ta lo lắng, nghĩ thiếu hắn tuyệt đối không thể nhịn nữa. Sao thế, nhìn cậu hình như muốn đánh tôi thì phải tiểu linh mưu lâm u cười cười âm hiểm có bản lĩnh thì lại đây đánh tôi đi tới đây đánh đi cho cậu cũng không dám mục viêm minh nghẹn một cục máu ở cổ không thể nhổ ra cũng không nuốt vào được thiếu chút nữa là nhịn tới chết khi mục nhị thiếu sắp bị lâm u tiểu ra ức hiếp tức sắp chết mục viêm khiếu trực tiếp sách cổ thú cưng nhà mình lên cánh tay vung qua bên cạnh mục nhị nhanh tay lẹ mắt vội vàng tiểu bảo bối tròn vo này có chút xấu hổ nói ông chủ chuyện này là sao Mục viêm khiếu nói thẳng, tôi muốn cùng viêm minh một đối một kiểm điểm lại sai lầm trong mấy ngày nay, anh mang lâm lâm đi xung quanh công ty hoặc gần đây một vòng đi, một giờ sau rồi tới tìm tôi. Mục nhị giật giật khóe miệng, sau lại đặc biệt gọn gàng linh hoạt ôm lâm u tiểu ra còn đang dãy ruộng, nhanh chóng đi ra ngoài. Chật chật, sắc mặt ông chủ nhất định là rất tức giận rồi, có thể không đối mặt trực tiếp với thảm trạng đó, thật sự là quá tốt rồi. Đợi mục nhị đóng cửa phòng giám đốc lại xong, nói với con mèo còn đang vùng vẫy trong ngực tiểu lục nha. Muốn ăn gì, muốn chơi gì không, chỉ cần chú mày nói ra dù có lên trời xuống đất anh hai cũng dẫn chú đi. Lâm U nghe vậy dùng móng vuốt mập mập của mình ghét bỏ đẩy mặt của mục nhị ra, tiểu ra còn cần anh mang tôi đi lên trời xuống sao. Có chủ nhân mắt mù toàn năng của tôi ở đây, không ai có thể uy hiếp lợi dụng tôi cả. Chấm than chấm than, tiểu ra là thú cưng của Trung Hoa Dân Quốc, không ham giàu sang, không khuất phục cường quyền, dù có nghèo khổ cũng không thay lòng. Chấm than chấm than, 32 like cũng không đủ để hình dung tiểu ra tôi. Chấm than chấm than ngoặc kép chấm chấm chấm. Được rồi, nhìn bộ dạng ngươi khẳng định là không muốn đi đâu rồi, anh hai dẫn chú đi tham quan công ty nhé. Nhân tiện ghé nhà ăn công ty một chút, nói không chừng sẽ có thứ chú mày thích ăn đó. Đến đây lâm lâm thú cưng tốt của Trung Hoa Dân Quốc mới cố mà gật đầu, sau gục trên bả vai mục nhị từ trên cao mà nhìn xuống ánh mắt ngạc nhiên của toàn thể nhân viên công ty. Chật, nhìn gì thế? Chưa thấy Linh Miêu nào đẹp trai như tiểu ra sao? Bổ sung kiến thức đi, nên biết mình kiến thức nông cạn. Hừ, con người ngu xuẩn, sau một canh giờ, Mục Nhị đón nhận cái nhìn chăm chú nhiệt liệt trước nay chưa từng có của công nhân viên, với tình huống như thế, Mục Nhị rất rõ nguyên nhân là do con mèo bự trong ngực cứ hết nhìn đông lại nhìn Tây, nói thật ra bộ dáng tiểu lục bây giờ so với mèo bình thường rất khác nhau, rõ ràng nhất là cái đuôi to ngắn ngủn và hai rúm lông ngốc trên lỗ tai, nếu như chú ý tới hai điểm này, vẫn có không ít người có thể nhận ra tiểu lục là một con linh miêu. Mà cái loại linh miêu này, người bình thường muốn nuôi rất khó. Hơn nữa tiểu lục được ông chủ trực tiếp ôm tới, dù là người ngu cũng biết, đây là thú cưng rất hot trong truyền thuyết ở thành phố A của ông chủ. Cuối cùng vẫn là có người không nhịn được sự hiếu kỳ đối với, thú cưng của ông chủ, dùng một loại tư thế anh dũng hy sinh vọt tới bên người mục nhị, lớn tiếng nói, phó tổng, tôi có thể chụp chung một tấm với con mèo bự này được không? Lúc trước tôi đặc biệt vô cùng sùng bái con thú cưng có thể biến boss từ một người cuồng công việc thành người cưng chiều vận nuôi này đó. Chấm than chấm than, hôm nay thật vất vả mới thấy nó, bất kể như thế nào tôi cũng muốn chụp chung với nó một tấm hình, cho dù anh có trừ một tháng tiền lương của tôi đi chăng nữa. Chấm than chấm than, tôi cũng không sợ, mục nhị đẩy gọng kiếm vàng của mình lên, trong lòng thầm tính toán, ba 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 tính thật lâu, sau đó mỉm cười nói chuyện này có gì không thể chứ. Cậu sùng bái nó như vậy, bản thân tiểu lục cũng rất vui. Nhưng một tháng tiền lương không thể cùng chụp chung với nó một tấm ảnh, ít ra cũng phải ba tháng lương mới được chụp chung, cậu còn muốn nữa không? Anh thanh niên tưởng chừng sắp đạt được mục đích nghe vậy sửng sốt, sau nửa ngày dùng ánh mắt khổ đại thù sâu nhìn lâm u tiểu ra hồi lâu, đến khi lâm u không nhịn được muốn vung cho cậu ta một tát, người này vậy mà lại cắn răng gật đầu chấp nhận. Thành giao! Tôi dùng 3 tháng tiền lương để trả phí một tấm hình chụp chung với nó. Chấm than chấm than, dù sao tiền có thể kiếm, có cơ hội cùng linh miêu của boss chụp ảnh tính ra không chừng chỉ có duy nhất một lần thôi. Chấm than chấm than ngoặc kép, vì thế, trong ánh mắt thưởng thức của mục nhị, anh thanh niên trẻ tuổi này cuối cùng cũng được chụp vài tấm hình với lâm u tiểu gia. Cân nhắc việc người này vậy mà nguyện ý dùng 3 tháng tiền lương để được chụp ảnh chung, dù có ngạo kiều như tiểu linh miêu lâm u, vẫn rất nể tình không lộn xộn, chớp mắt và vân vân thậm chí còn dùng cái chân nhỏ mập ú của mình gác lên mặt người nhân viên nọ, tỏ vẻ ông cho cậu chút mặt mũi đó. Rồi sau đó, Mục Nhị hỏi những người vây xem khác có muốn chụp ảnh thân mật với tiểu gia một lần hay không, giá tiền lần này còn cao hơn trước nửa năm tiền lương. Đối với chuyện này, vốn nhiều nhân viên còn muốn chụp ảnh chung nhất thời tức giận bất bình, sao có thể tăng giá một cách chóng mặt như vậy chứ? Còn chưa qua 5 phút đồng hồ nữa mà, mà đáp án của Phó Tổng Mục Nhị chính là cơ hội thường chỉ đến một lần, vì thế khi thấy có cơ hội phải nhanh tay bắt lấy nó nếu để nó vụt mất thì người hối hận chính là bản thân mình nghe xong câu này rất nhiều công nhân viên dùng một loại ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn mục nhị trời ơi phó tổng đúng là phó tổng a ngay cả chụp hình thôi mà cũng có thể tận dụng đem ra thuyết giáo một trận thật sự quá lợi hại mà chấm than chấm than chẳng qua sau khi nghe giảng đạo xong có người còn muốn dùng tiền lương trong nửa năm của mình để được chụp ảnh cùng lâm lâm phó tổng mục nhị lại thẳng thừng chỉ cho bọn họ biết cái gì là cơ hội chỉ đến một lần a à, mặc dù tôi cũng rất muốn trừ tiền lương của các bạn nhưng rõ ràng tiểu lục không còn vui vẻ nữa thời gian cũng hết rồi mọi người chờ cơ hội lần sau đi nha nói xong mục nhị liền ôm lâm u tiểu gia đặc biệt ngạo kiều đi lên tầng thượng để lại đằng sau chúng công nhân viên cắn răng nhéo đùi đầy ân hận và sự thật đã chứng minh người thanh niên duy nhất có cơ hội chụp hình cùng lâm u tiểu gia rất có mắt và rất dứt khoát bởi vì sau đó bất kể đại boss có tới bao nhiêu lần đi nữa, cũng không mang theo thú cưng nữa, bọn họ cũng không còn cơ hội chụp hình cùng, Linh Miu dễ thương, nữa. Dù cho có giao ra một năm tiền lương hay mười năm thì cũng không ích gì. Mục nhị mang theo lâm u tiểu ra đi đến trước cửa phòng chủ tịch, chưa kịp mở cửa lớn ra đã nghe bên trong truyền tới một trận gào khóc thảm thiết, mục nhị giật giật khóe miệng, phòng chủ tịch được thiết kế cách âm, nhưng ở cửa vẫn có thể nghe được một chút tiếng động, kết quả trực tiếp nghe thấy. Chấm chấm chật chật ông chủ ra tay thật tàn ác vào rồi phải hòa giải một chút mục nhị ôm mèo lâm u nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền nghe thấy lời dặn dò của mục viêm khiếu năm ngày sau em đừng đi đâu hết cứ ngây ngốc sống ở thành phố b với lâm lâm đi nếu để anh phát hiện em đi đến chỗ không nên đến gặp người không nên gặp thì sau này cứ đến sống ở chỗ ông luôn đi mục viêm khiếu mang theo giọng điệu chi tiết rèn sắt không thành thép mở miệng vậy mà lại ngu ngốc đi tin lời của mấy đứa hồ bằng cầu hữu kia trước khi em chính thức tiếp nhận công việc, lo mà học cách nhìn người cho tốt đi. Chấm than chấm than, không phải cứ mở miệng nịnh nọt nói anh mạnh khỏe thì thật sự đối đãi tốt với em. Còn nữa, người có bản lãnh, sẽ không bao giờ tự xem thường bản thân mình. Chấm than chấm than ngoặc kép, mục viêm minh bị giáo huấn đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được, thật ra thì hắn cũng biết chuyện lần này là do mình tin, bạn tốt, mà làm sai hay quyết định sai lầm nếu như không xử lý cho tốt, rất có thể hắn sẽ trực tiếp làm cho giản nghiệp ở thành phố B phá sản trong tương lai. Nhưng dù vậy, mục viêm minh đối với chuyện anh hai mắng mình không biết nhìn người, không biết trọng dụng nhân tài rất bất mãn. Thật ra hắn cũng có mắt nhìn người chứ bộ, chỉ là quá nhẹ dạ mà thôi, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn. Anh hai thật là chuyện bé xé ra to, nhưng ngoài mặt, mục viêm minh vẫn cuống cuồng gật đầu, bộ dáng nhìn đặc biệt giống như biết lỗi sửa sai. Anh hai, em biết sai rồi, anh yên tâm đi, sau năm ngày em nhất định không đi đâu hết, ở cạnh hầu hạ lâm lâm thật tốt. Nó muốn em đi đông em sẽ không đi tây, nó muốn em đuổi chó em sẽ không bắt gà. Phốc, mục nhị nhịn không được, cười ra tiếng. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn, thân thể mục nhị cứng đờ, theo phản xạ có điều kiện chỉ về phía lâm u tiểu ra trong lòng mình, mới vừa rồi không phải tôi, là lâm lâm cười đó. Chỉ trong nháy mắt mục nhị liền bị lâm u đánh cho một vuốt, sau đó buồn bực nhìn nó thong thả liếm móng meo meo hai tiếng ha ha tưởng tiểu ra không biết nói sao tùy tiện để anh mở miệng hám hại tiểu ra sao chấm than ngoặc kép mục nhị thú cưng của ông chủ quá thông minh rất muốn ra tay trừng trị lại không có cách nào sao chấm than bất quá nốt nhạc đẹp này cuối cùng cũng làm cho mây đen răng đầy trên khuôn mặt của mục đại thiếu hòa hoãn không ít vươn hai tay đón lấy mèo bự nhà mình từ tay mục nhị Mục đại thiếu vuốt vuốt bộ lông mềm mại kia, mở miệng vàng ngọc, đi ăn tối đi. Thời gian cũng gần tới rồi. Trong nháy mắt độ hào cảm của mục nhị với lâm u tiểu gia tăng lên vù vù như gió bão đây chính là thần mèo cứu mạng A, cùng lúc đám người mục viêm khiếu rời khỏi công ty, một nhân viên tương đối đàng hoàng chứng chặt gửi đi một tin nhắn, boss đã tới, không thể lợi dụng sơ hở nữa, làm sao bây giờ? Dẫn dụ nhị thiếu vào con đường trị lạc, tự mình nghĩ cách. Hết chương các bạn muốn nghe chuyện gì thì comment giới thiệu cho mình nhé. Like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn, cảm ơn bạn đã lắng nghe.